Xin chào các bạn thính giả đã đến kênh truyện đam mỹ tiểu muội hôm nay tiểu muội gửi đến các bạn bộ truyện thiên vị. Thể loại, ABO, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, trời đất tác hợp, he. CP, đa tình hay ghen ôn nhu alpha công ích phúc hắc tâm cơ thâm tình beta thụ. Văn án, nếu một ngày bạn vô tình rơi vào cái lưới, nhất kiến trung tình thì phải làm sao? Quan trọng hơn đối tượng mà bạn luyến ái lại là một playboy với nguyên tắc chỉ làm tình không yêu đương. Tần tiêu cuối cùng quyết định bỏ lại tất cả ở trong nước, cùng ngụy thất định cư ở Mỹ. Trước khi đi, Tô Chạm đưa cho Tần Tiêu phương thức liên lạc của một người bạn tốt bên Mỹ, người bạn kia đang muốn tìm đối tác, hắn cảm thấy Tần Tiêu rất thích hợp, liền đề cử cho. Tô Chạm đối với việc Tần Tiêu rời dù sao cũng cảm thấy mất mát. Nhưng ngẫm lại, đây cũng là một việc vui, dù sao Tần Tiêu xem như là được đền bù như mong muốn rồi. Trải qua chuyện của Tần Tiêu, Tô Chạm nghĩ đến nghiêm duệ. Chỉ chớp mắt, bọn họ duy trì quan hệ ám muội không rõ ràng này đã được nửa năm. Trong nửa năm, phần lớn thời gian đều là nghiêm dệ chủ động tới tìm hắn. Mà tô chạm cũng không cảm thấy có gì không thích hợp, xem như chuyện đương nhiên mà hưởng thụ quan tâm và chăm sóc của đối phương. Nghiêm dệ là người biết cách nghe lời đoán ý, cậu biết làm sao để lấy lòng tô chạm, cũng sẽ không khiến hắn mất hứng, đó vừa vặn là điểm tô chạm thích nhất. Tô chạm trước đây cũng từng có không ít tình nhân, nhưng cuối cùng vì đối phương cứ tham lam đòi hỏi vô độ mà không thể không kết thúc. Chỉ làm tình, không nói chuyện yêu đương, là giới hạn của tô chạm. Mà nghiêm dệ vừa vặn rõ ràng điểm ấy, cho nên mới có thể ngây ngốc bên cạnh hắn lâu như vậy. Nghiêm Duệ thân là một beta, sau khi trải qua sự dạy dỗ tỉ mỉ của Tô Trạm, độ mẫn cảm của thân thể hoàn toàn không thua kém Omega, thậm chí có thể nói càng mẫn cảm hơn. Tô Trạm thích nhất là tiến vào từ phía sau, có thể vào được rất sâu, Nghiêm Duệ thường vì không chịu nổi khoái cảm kịch liệt mà phát ra tiếng rên rỉ, khiến hắn nghe được mà ngứa ngáy trong lòng. Bận bịu cả ngày, Tô Trạm về đến nhà, còn chưa vào cửa, liền nghe từ nhà bếp truyền đến âm thanh ù ù của máy hút mùi không cần đoán cũng biết nhất định là nghiêm duệ đang nấu cơm. Hắn cởi giày, đem áo khoác treo lên giá áo ngay ngắn, đi vào nhà bếp, nhẹ nhàng ôm eo nghiêm duệ. Bị tiếng ồn lấn át nên nghiêm duệ hoàn toàn không nghe thấy tiếng mở cửa của tô chạm. Bất thình lình bị ôm mà giật mình, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Trên da thịt trắng xứ lộ ra một mảng ửng đỏ, thấp giọng nói, anh về rồi à, đợi em xào thêm một món là có thể ăn cơm. Tôi đi tắm rửa trước, em cứ từ từ. Tô chạm nhanh chóng ở trên gương mặt nghiêm duệ hôn một cái nghiêm rễ xào xong đồ ăn, bày bát đũa rồi mà tô chạm vẫn chưa thấy đi ra, trong lòng thầm nghĩ, bình thường người này động tác mau lẹ, sao hôm nay lại chậm như vậy. Cậu một bên nghĩ, một bên đi về phía phòng ngủ, đúng lúc đụng chúng tô chạm mới tắm xong, toàn thân chỉ có một cái khăn tắm che chắn vị trí trọng yếu. Cái kia, đồ ăn nấu xong rồi, em ra ngoài chờ anh. Nghiêm rễ nói xong liền muốn đi, nhưng tô chạm nhanh tay liền kéo cậu lại nhấn lên tường. Cười hỏi, đều đã làm bao nhiêu lần, em còn thẹn thùng sao? Anh mau mặc đồ vào, sẽ cảm lạnh mất. nghiêm Duệ cúi đầu, khẽ cắn môi dưới nói. nhìn khuôn mặt xấu hổ rụt rè của nghiêm Duệ, lửa dục trong cơ thể tô chạm bị nhen nhóm lên. hắn thuần thục cười quần nghiêm Duệ, ngón tay chuẩn xác chạm tới hậu huyệt đêm qua vừa bị yêu thương kịch liệt. cơm tối, a, à, thân thể không kịp chuẩn bị đã bị ngón tay đâm vào đến tận gốc. nghiêm Duệ thở dốc liên tục. tô chạm liếm bờ môi mỏng của nghiêm Duệ trầm giọng nói, ăn em trước. sâu trong hậu huyệt vẫn còn cảm giác căng đau từ cuộc giao hoan đêm qua lưu lại nghiêm Duệ không muốn đánh tan hưng trí của tô chạm chủ động ôm lấy cổ của hắn lên giường đi tô chạm không phản đối tuy rằng đứng làm cũng không tệ nhưng thể lực nghiêm dệ không tốt lần trước làm một nửa đã đứng không nổi hắn dễ dàng ôm lấy nghiêm dệ thấp hơn mình nửa cái đầu cái mông còn chưa kịp đụng niệm giường gậy thịt nóng bỏng đã không chút chờ ngại nào đâm đến tận cùng nghiêm dệ mười ngón tay trắng bệch xiết lấy ga trải giường cẳng chân treo trên bả vai tô chạm hơi co giật mị thịt trong huyệt bị đỉnh đến vừa chua sót vừa trướng không nói ra được là khoái cảm nhiều hơn hay là đau đớn nhiều hơn. Căng quá, sâu quá, hai chân bị đè trước ngực, nghiêm dậy nhịn không được xin tha. Cặp mông trắng nõn mịn màng bị đút vào kịch liệt mà lay động không quy tắc, muốn lùi trốn về phía sau, nhưng đổi lại là đâm rút càng thêm thô bạo, đỉnh cho cậu đầu váng mắt hoa. Cái miệng nhỏ nhắn phía dưới của em không nói như vậy, nó thật giống rất yêu thích thứ của tôi. Tô chạm hạ lưu nói, một bên hung ác mà xâm phạm hành lang ướt mềm, tôi nhớ tối hôm qua nó đem tôi nuốt rất sâu, em đã quên sau đó như thế nào cầu xin tôi sao? Không được rồi, quá sâu, sắp xuyên thủng, nghiêm duệ khẽ nhếch miệng, đầu lưỡi hồng hào như ẩn như hiện, chậm một chút, a à. Hỏng rồi, nóng quá, trà, đều ướt đến tràn nước rồi, tô chạm sờ sờ nơi kết hợp khít đến gió thổi không lọt, dâm dịch sền sệt ở giữa chân hai người nhớp nháp không thể tả. Giờ, hắn hưng phấn đến hận không thể đem hai, quả cầu thịt, bên ngoài đồng thời nhét vào hành lang ấm áp. Người yếu ớt nhất bị hung khí trà đạp nhiều lần, nội bích mỏng manh dường như bị làm đến sung huyết. Tô chạm đột nhiên ôm lấy Nghiêm Duệ, hai người trong nháy mắt đổi vị trí. Nghiêm Duệ ngồi vững vàng ở trên người Tô chạm, côn thịt đầy gân xanh thẳng tắp cắm vào nơi sâu nhất của cậu. Khoái cảm như điện giật chạy dọc sống lưng, cậu hoảng sợ kêu một tiếng, thân thể cứ thế sụi lơ ngã xuống. Nhanh như vậy đã không chịu nổi, Tô chạm dùng sức đẩy ra khe mông trắng mịn của Nghiêm Duệ, đem hung khí bộc phát đưa đến càng sâu. Không thể sâu hơn nữa, Nghiêm Duệ nhớ tới tối hôm qua, Sần cả tóc gáy nỉ non, a à. Không muốn, van anh đấy, kết thúc mau lên. Tô chạm thấy dáng vẻ vô cùng đáng thương của nghiêm duệ cũng không muốn ảnh hưởng tâm trạng của đối phương, dùng sức ra vào mấy chục lần, đem tinh dịch bắn ở sâu trong hậu huyệt. Cao trào qua đi, nghiêm duệ mệt đến nửa cái ngón tay đều không nhúc nhích nổi, tinh dịch màu trắng sữa từ miệng huyệt xương đỏ chảy ra, trông gợi tình mà dâm mị. Tôi tắm cho em, tô chạm hôn chán nghiêm duệ một cái nói. Nghiêm duệ uể oải lắc lắc đầu nói, mệt mỏi quá, không muốn cử động vậy tối nay đừng trở về ngủ ở chỗ này đi tô chạm không quên nói đùa cần gọi điện thoại báo em trai em không em cũng không phải con nít nghiêm rượu nghiêng đầu đi hai con mắt trong suốt thấy đáy đẹp đến không tưởng tô chạm còn muốn chiêu nghiêm rượu tiếp điện thoại đầu giường đột nhiên vang lên hắn vừa nhìn màn hình không chút do dự mà nhận ngữ khí tràn đầy ôn nhu tiểu địch làm sao lại đột nhiên gọi điện thoại cho anh người bị tô chạm gọi là tiểu địch là em trai hắn tô địch nghiêm dậy chưa từng nghe qua tô chạm dùng ngữ khi dịu dàng như vậy nói chuyện với ai đầu óc trầm trầm mơ màng cũng bởi vì căng thẳng mà thanh tình một nửa tô địch hưng phấn nói anh em ở sân bay anh có thể tới đến đón em không cái gì tô chạm sợ chính mình nghe lầm lại lặp lại một lần em nói em đang ở sân bay đúng vậy em muốn cho anh một niềm vui bất ngờ mà vì vậy anh không thể nói cho ba mẹ biết nha em là về nước thăm anh á tô địch đắc chi mà nói em quá nghịch ngợm rồi vậy mà lại chạy về không đi học sao tô địch này muốn gì liền làm nấy bao nhiêu lần khiến tô chạm quá sức hãi hùng anh tới đón em trước đi chờ em về nhà lại cho anh chậm rãi giáo huấn dù sao cũng là em trai mình tô chạm không nỡ để tô địch một mình chờ ở sân bay buổi tối hắn nhanh chóng thay quần áo nói với nghiêm duệ đầu óc vẫn còn mơ hồ em trai tôi từ anh trở về đang ở sân bay tôi phải đi đón nó nghiêm duệ đúng là lần đầu biết tô chạm còn có em trai cũng không có suy nghĩ nhiều Thúc giục, vậy anh mau đi đi đừng để cho em ấy chờ lâu tô chạm phong trần mệt mỏi chạy tới sân bay liếc mắt liền thấy tô địch ở trong đám người hết nhìn đông tới nhìn tây hắn vẫy tay hô tiểu địch anh ở đây tô địch nhìn thấy tô chạm vào thẳng tới liền ôm lấy hắn làm nũng nói anh em rất nhớ anh anh cũng không thèm về thăm em gì cả tô chạm giờ khóc giờ cười xoa đầu tô địch nói sao thế này đã lớn như vậy còn không khác gì đứa con nít tô địch là omega đối với mùi tin tức tố vô cùng mẫn cảm y người thấy được trên người tô chạm có mùi người lạ, lập tức liền đoán được tô chạm trước khi tới sân bay khẳng định cùng người khác, hô mưa gọi gió, rồi. Trước đây khi còn ở anh, tô chạm có không ít tình nhân. Tô địch tuy rằng đố kỵ, nhưng mấy tình nhân này ở trong lòng tô chạm, cũng so không lại một đầu ngón tay của y. Chỉ cần y hơi hơi làm nũng, hoặc là giả bệnh, tô chạm lập tức sẽ bỏ qua tình nhân mà tới bên cạnh y. Tô địch tràn đầy tự tin nghĩ, lần này cũng sẽ không có ngoại lệ. chương 2, lúc tô chạm về đến nhà, Nghiêm Duệ đã rời đi, trên bàn để lại tờ giấy, giấu bé em về trước. Cơm đã hâm, anh với em trai có thể ăn, giấu lớn. Tô địch phát hiện tô chạm nhìn tờ giấy mà xuất thần, liền lên xem thử. Chữ viết xinh đẹp, rất rõ ràng không phải tô chạm viết. Xem ra y đoán không lầm, phòng này trước khi y đến đã có người từng ở. Của ai để lại vậy? Tô địch hừ mũi hỏi. Tô chạm cất tờ giấy, không trực tiếp trả lời câu hỏi của tô địch. Chỉ từ tốn nói, anh giúp em đem hành lý tới phòng cho khách, em ăn cơm trước đi. Tô Địch vừa nghe Tô Trạm sắp xếp y ở phòng dành cho khách, liền nhất thời nổi tính thiếu gia, mặc kệ tất cả mà nháo loanh, em không muốn. Em muốn ngủ chung phòng với anh, trước đây chúng ta đều ngủ chung mà. Khi đó em còn nhỏ, hiện tại đã lớn thế này, làm sao lại ngủ cùng anh được nữa. Tô Trạm xoa đầu Tô Địch, đừng dở chứng trẻ con. Tô Địch tỏ vẻ vô cùng đáng thương, nhưng em vừa mới đến, buổi tối ngủ một mình sẽ sợ. Tô Trạm đối với vẻ mặt thỉnh cầu đến đáng thương của Tô Địch, không hề có sức đề kháng, chỉ có thể lùi một bước, chỉ có đêm nay. Ngày mai phải ở phòng khách. Thật tốt quá, quả nhiên là anh trai tốt với em nhất. Tô địch vui vẻ nhảy lên, hôn thật mạnh lên mặt tô chạm một cái. Tô chạm không thể không thừa nhận, nghiêm dự chính là tình nhân ngoan ngoãn nghe lời nhất hắn từng giao du. Loại ngoan ngoãn nghe lời đến qua đám này, từ đáy lòng hắn có một cảm giác kỳ quái không ngừng sinh sôi, dầu dĩ, có chút làm người ta nghĩ không thông đem hành lý của tô địch đặt ở góc phòng, tô chạm do dự một chút, yên lặng đi ra ban công. Tìm trong điện thoại số của nghiêm duệ chuông vang hai tiếng, đối phương đã nhận máy, anh về đến nhà rồi. Ừ, vừa trở về, tiểu địch đang dùng cơm, em vẫn chưa ngủ sao? Vừa nãy đang làm việc, chuẩn bị đi ngủ đây, nghiêm duệ đang nói dối. Kỳ thực cậu vẫn một mực ngược đợi điện thoại của tô chạm, chờ đến ngủ không được, mới đi xem chút tài liệu. Nhìn một lúc, những chữ kia tất cả đều biến thành tên tô chạm quả thực là bị điên rồi. Vậy em ngủ sớm đi, ngày mai còn phải đi làm. Tô chảm không muốn quấy nhiễu nghiêm dậy nghỉ ngơi. Ừm, anh cũng ngủ sớm. Tô chảm cúp điện thoại, xoay người liền thấy tô địch đứng phía sau làm hắn sợ hết hồn. Em ra đây lúc nào? Nhanh như vậy đã ăn cơm xong rồi à? Em nghĩ anh chưa ăn, nên đợi anh ăn cùng. Tô địch tuy rằng không nghe thấy âm thanh nào bên kia điện thoại, nhưng xem ngữ khi nói chuyện của tô chạm hẳn là người rất thân thiết điểm ấy khiến y rất không thoải mái, anh ở ngoài này gọi điện thoại cho ai thế? Không có gì, một người bạn thôi. Tô chạm cất điện thoại vào túi, nói với tô địch, đi thôi, chúng ta vào ăn cơm. Ăn xong sớm còn nghỉ ngơi, em còn phải điều chỉnh lệch múi giờ. Tô địch đứng bất động tại chỗ, bất thình lình hỏi, anh, người kia có phải là đối tượng của anh không? Tô chạm cũng không phải muốn che giấu chuyện của nghiêm duệ với tô địch. Chỉ là hắn cảm thấy tô địch vừa về nước, có một số việc không cần phải biết gấp như vậy. Huống hồ, hắn và nghiêm dệ vẫn là quan hệ ám muội không rõ ràng nói dễ nghe chút là tình nhân nói khó nghe chút thì chính là bạn giường không phải là do em nghĩ nhiều thôi vậy bàn cơm này ai nấu anh vốn không biết nấu cơm tô địch không chút lưu tình chọc thùng lời nói dối vụng về của tô chạm tô chạm bị tô địch ép hỏi đến có chút đau đầu hắn không thích tô địch hùng hồ dọa người như vậy khẩu khí cũng mất ôn hòa tiểu địch anh là người trưởng thành cũng cần giải quyết nhu cầu dục vọng anh trước đây sẽ không như vậy Tô Địch Hoàn ước cắn môi dưới lên án, anh trước đây cái gì cũng nói với em, sẽ không giấu giếm. Tại sao phải gạt em? Tô chạm nhìn bộ dạng Tô Địch sắp khóc, trong lòng tuy không muốn, nhưng chỉ có thể như khi còn bé, đưa tay ôm lấy Tô Địch an ủi, anh không cố ý, nếu làm em không vui, anh xin lỗi. Được không? Yêu thương cưng chiều của Tô chạm đối với Tô Địch thực ra là có nguyên nhân, đây phải nói đến từ đời trước. Cha Tô trước đây là một chuyên gia của chính phủ, năm đó được phân đến công tác ở chiến trường nước rét sau một trận chiến đẫm máu toàn quân bị diệt chỉ còn lại mỗi cha tô và cha của tô địch may mắn sống sót hai người trong lúc chạy trốn không may bị quân địch phát hiện để cha tô có cơ hội chạy thoát cha tô địch chủ động chạy ra đánh lạc hướng cuối cùng bỏ mình dưới họng súng của địch mẹ tô địch nghe tin chồng chết trận nơi xa trường đau khổ tột độ mà uống thuốc ngủ tự sát sau đó vì cấp cứu không kịp mà cũng đi theo chồng chỉ để lại một mình tô địch vẫn còn quá nhỏ lúc tô địch được cha tô ôm về tô ra tô chạm ước chừng đã tám 9 tuổi, hắn cũng không hiểu tại sao trong nhà lại có thêm một đứa bé. Chỉ nhớ rõ cha nói với hắn từ nay về sau Tô Địch chính là em trai hắn. Tô Địch ở nhà họ Tô rất được yêu chiều, đặc biệt là cha Tô. Đối với mọi yêu cầu của Tô Địch đều làm theo, mức độ cưng chiều vượt xa Tô chạm. Cũng chưa từng có ai nói với Tô Địch, y không phải con ruột nhà họ Tô. Tô Địch được đối xử như con đẻ, sẽ càng không hoài nghi thân thế của mình. Buổi tối hai người ngủ chung giường, Tô Địch cố ý ghé sát vào Tô chạm, muốn dựa vào tin tức tố Omega của mình quyến rũ Tô Chạm. Không ngờ Tô Chạm đầu đụng gối không mấy phút liền ngủ, hoàn toàn không để ý đến y. Đêm đó, Tô Địch ngủ không ngon, Nghiêm dệ cũng ngủ không ngon. Tô Địch xuất hiện, không thể nghi ngờ gì, kế hoạch của Nghiêm dệ đã bị đào loạn. Vô duyên vô cớ lòi ra một Tô Địch, khiến Nghiêm dệ cũng không thể tới lui nhà Tô Chạm tự nhiên như trước. Nghiêm dệ tự ngủ, nhất định phải tỉnh táo, không thể bởi vì một nốt nhạc đệm nhỏ liền rối loạn tay chân có lẽ quá vì lo lắng, cho nên cảm xúc buồn bực đã ảnh hưởng đến công tác. Nghiêm giật rất nhanh phát hiện khác thường của nghiêm duệ, có chút lo lắng hỏi anh, anh không sao chứ? Làm sao vậy, sao đột nhiên lại hỏi thế? Nghiêm duệ mạnh miệng, giả bộ bình tĩnh. Nghiêm giật bĩu môi, từ sáng đến giờ anh đã thất thần mấy lần, lúc nãy cũng vậy, không giống anh chút nào. Nghiêm duệ tìm cớ, anh không sao, chỉ là tối qua ngủ không ngon, giờ có chút đau đầu. Hay anh về nghỉ ngơi sớm đi, nghiêm giật đề nghị cũng không phải chuyện lớn gì, uống thêm vài ly cà phê là tốt rồi. Em đi làm việc đi. Từ khi Tần Tiêu rời đi, tất cả việc lớn nhỏ trong công ty đều rơi trên vai tô Trạm. Hắn hận chính mình không thể mọc ra thêm ba đầu sáu tay. Hội nghị cứ liên tục cái này nối tiếp cái kia, đến thở dốc cũng gọi là xa xỉ. Mãi đến khi tan tầm, tô Trạm thật vất vả thở phào nhẹ nhõm. Nhớ tới bản thân hôm nay chưa kiểm tra điện thoại, vừa lấy ra đã thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ đều là của tô địch. Nghiêm duệ hôm nay yên tĩnh kỳ lạ, điều này làm cho tô chạm có chút không quen. Tô chạm trước tiên gọi cho tô địch, an ủi y xong lại gọi cho nghiêm duệ. Nhưng không ngờ bị đối phương trực tiếp dập máy. Hoàn toàn không giống tác phong của nghiêm duệ chút nào. Tô chạm gọi thêm mấy cuộc, lại trực tiếp truyền tới hòm thư thoại. Đến cuối cùng có chuyện gì xảy ra? Tô Tổng, ở đây còn một bản sao? Ra ngoài, tô chạm nổi nóng ném điện thoại trên bàn, đầu cũng không ngừng ra lệnh cho thư ký. Thư ký thấy sắc mặt tô chạm không tốt, cũng không dám mở miệng, chỉ có thể lẳng lặng rời khỏi văn phòng. Chờ tâm tình tô chạm tốt lên rồi trở lại. Biết rõ nghiêm duệ sẽ không chơi trò, lạt mềm buộc chặt sao với hắn. Tô chạm không thích cảm giác thứ gì đó thoát khỏi tầm khống chế của mình. Hắn cố chấp cho rằng, nghiêm duệ phải thỏa mãn mọi yêu cầu của hắn, phải để tâm đến hắn 24 phần 24. Nhưng lại chưa từng nghĩ tới hắn dựa vào cái gì mà yêu cầu nghiêm duệ như thế, bản gốc là dục cầm cố túng, muốn bắt thì phải thả. Tô chạm do dự mãi, cuối cùng vẫn là đến nghiêm thị tìm nghiêm duệ bất quá hắn không có lên lầu, chỉ đứng ở dưới công ty chờ nghiêm duệ tan tầm. Tô chạm không rõ giờ giấc làm việc của nghiêm duệ, trong ấn tượng của hắn, chỉ cần một cú điện thoại của mình, nghiêm duệ liền xuất hiện. Hắn cơ hồ đã quên, người hầu hạ dưới thân hắn kia, chính là tổng giám đốc một ngày kiếm tỷ bạc của nghiêm thị. chương 3, buổi chiều tan họp, nghiêm duệ thấy hoa mắt chóng đầu. Vốn định lên sofa chớp mắt một lát rồi tiếp tục làm việc, không nghĩ tới nhắm mắt lại liền ngủ quên luôn. Lúc ngủ dậy, cũng không tốt hơn chút nào, trái lại càng thêm mệt mỏi. Cậu xoa huyệt thái dương căng thẳng, ánh mắt đào qua điện thoại di động trên bàn trà, mới nhớ ra cả ngày hôm nay chưa liên lạc với tô chạm. Nghiêm Duệ nhanh chóng cầm điện thoại lên, muốn gọi cho tô chạm lại phát hiện điện thoại tắt nguồn. Cậu chưa từng có thói quen tắt máy, rõ ràng có người động tay vào điện thoại. Mà người duy nhất có thể tự do ra vào văn phòng cậu, ngoại trừ nghiêm giật thì không có người thứ hai. Vừa mở điện thoại liền thấy mười mấy cuộc gọi của tô chạm không người nhận. Xem nhật ký cuộc gọi, trong đó có một cuộc trực tiếp bị cắt đứt. Nghiêm giật không thích tần tiêu, tô chạm có liên quan cũng tràn đầy địch ý. Tự nhiên không muốn nghiêm duệ cùng tô chạm dây dưa nhiều. Nghiêm duệ đang muốn gọi điện giải thích với tô chạm, vừa ấn xuống số đầu tiên, nghiêm giật liền gõ cửa vào, anh tỉnh dậy rồi à? Ừ, nghiêm duệ cua cua điện thoại di động hỏi, có phải em tắt điện thoại anh không? Nghiêm giật thoải mái trả lời, không phủ nhận là em tắt đó. Em thấy anh ngủ rất ngon, không muốn anh bị người khác quấy dày. Thế nên, em tự ý tắt cuộc gọi tô chạm gọi cho anh trong giọng nói nghiêm dậy nhìn như bình thản nhưng xem lẫn mấy phần tức giận. Em cảm thấy tô chạm tìm anh cũng không có chuyện gì quan trọng. Nghiêm giật vô lực giải thích, nói cho cùng thì nghiêm giật cũng là em trai mình, nghiêm dậy không đành lòng trách cứ, chỉ cảnh báo lần sau không cho phép tự tiện như thế. Biết không, thấy ngữ khí lạnh lẽo của nghiêm dậy đã ấm lên, nghiêm giật lại giống như ngày thường đi tới cột nhà, vậy anh cho em đền tội nha. Đêm nay mời ngài đi ăn cơm, nghiêm dậy không có từ chối, nghĩ lại từ sau chuyện tình cảm của Ngụy Thất, quan hệ của cậu với nghiêm giật liền rơi vào cục diện bế tắc. Hiện tại có thể hòa hoãn lại, đồng thời cùng nhau ôn chuyện cũng tốt. Được, anh đi gọi điện trước, em xuống lấy xe đi. Đợi nghiêm giật rời khỏi, nghiêm Duệ liền gọi cho tô chạm. Chưa kịp nghĩ xem phải giải thích thế nào, đầu dây bên kia đã chuyển đến tiếng chất vấn tại sao không nghe điện thoại của tôi. Buổi chiều muốn nghỉ ngơi nên em tắt điện thoại, nghiêm Duệ đem tất cả trách nhiệm ôm lên người, không muốn để nghiêm giật liên lụy vào. Có điều tô chạm không ngốc, tự nhiên biết nghiêm duệ đang thiên vị người nào. Không nói ra được tư vị trong lòng, cố ý châm chọc, nghiêm duệ, em có biết hay không kỹ thuật nói dối của mình rất nát. Nghiêm duệ trong lòng hồi hộp, môi mỏng mím chặt, nhất thời không biết làm sao nói tiếp. Tôi chờ dưới lầu công ty, em xuống đi, tô chạm rất ôn nhu, hiếm khi dùng loại ngữ khí này nói chuyện với nghiêm duệ, lần này xem ra thật sự có chút tức giận rồi. Nghiêm giật lái xe đến cửa công ty, phát hiện cách đó không xa đỗ một chiếc xe thể thao màu đen đắt tiền, biển số xe nhìn rất quen mắt, tựa hồ đã gặp ở nơi nào. Còn chưa nhớ ra chủ xe, đã thấy tô chạm đi từ trên xe xuống, khuôn mặt điển trai kia dù có đứng dưới đèn đường mờ ảo, cũng không ảm đạm nhạt nhòa. Tô chạm xuất hiện vào lúc này, không nghi ngờ chút nào chính là đến tìm nghiêm duệ. Nghiêm giật dừng xe ở một bên, đi tới trước mặt tô chạm, giọng nói không chút thiện ý hỏi anh tới nơi này làm cái gì. Ồ, tôi còn tưởng ai, đây không phải là người còn chưa cai sữa nghiêm ra tiểu công từ sao. Tô Trạm cũng có nghe qua việc Nghiêm giật nhờ mẹ Nghiêm chia rẽ chuyện tình của Ngụy Thất với Tần Tiêu. Vừa vặn hắn hiện tại tâm tình không tốt cũng muốn tìm người xả giận. Nghiêm giật như mèo bị giẫm đuôi, giận đến mặt đỏ tới mang tai, Nghiêm thị không hoan nghênh anh. Anh cút nhanh lên. Nghiêm thị không hoan nghênh tôi, nhưng Nghiêm Duệ rất hoan nghênh tôi. Tô Trạm cố tình đem tên Nghiêm Duệ gọi đến thật vang. Tôi nhắc nhở anh, đừng cuốn lấy anh của tôi nữa. Anh ấy không phải loại người anh có thể đùa bỡn. Từ sau khi Nghiêm Duệ với Tô Trạm qua lại, nghiêm giật liền tìm thám tử tư điều tra tô chạm tô chạm sống ở anh từ nhỏ bối cảnh và thân thế liên quan của hắn rất khó tra nhưng tình trường của hắn thì chất đầy mấy cái sọt người giao du với tô chạm không ai vượt quá ba tháng nghiêm dệ là đối tượng từ sau khi tô chạm về nước mới quen tới nay cũng tính là người lâu nhất không thể phủ nhận nghiêm duệ bề ngoài ra thế đều xuất chúng nhưng nghiêm giật cũng không khờ giải cho rằng mị lực của nghiêm duệ khiến tô chạm mê luyến khiến hắn không chịu buông tay những tình nhân trong quá khứ của Tô chạm rất giống nhau, đều là những Omega trẻ đẹp. Beta nhưng nghiêm duệ chưa từng có một ai, 8 phần 10 cũng chỉ là mới mẻ nên mới duy trì lâu như vậy. Xem ra cậu đã điều tra tôi, Tô chạm nhếch khóe môi, cười đến cực kỳ bình tĩnh. Nghiêm giật nhíu mày, không hề che giấu căm ghét đối với Tô chạm con mẹ nó anh chính là đồ dơ bẩn. Đừng có đem mấy thứ xấu xa đến gần anh tôi, loại người cặn bã như anh tự sinh tự diệt là tạo phúc cho thiên hạ rồi. Tôi cùng nghiêm duệ một người chưa lập gia đình, một người chưa gả. Lên giường cũng là đôi bên tình nguyện, dù sao cũng tốt hơn cậu trăm phương ngàn kế phá hoại hôn nhân nhà người khác. Tô chạm xem thường nói, cậu có thời gian ở đây vinh váo đắc ý giáo huấn tôi, không bằng tự sống cho tốt cuộc sống của chính mình đi. Nghiêm giật nắm cổ áo tô chạm, giơ tay muốn đấm. May mà nghiêm rưỡi tới đúng lúc, mới tránh được một cuộc chiến tranh không cần thiết. Nghiêm rưỡi kéo tay nghiêm giật, đem tô chạm chắn ở phía sau, vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, nghiêm giật, em làm cái gì vậy? Anh, hắn chính là tên xấu xa đi đùa bẫn tình cảm của anh, đừng tiếp tục u mê không tình. Nghiêm giật nổi giận, tiếng gào thét xuyên qua màn đêm yên tĩnh, lại không thể đánh thức nghiêm duệ si tình không chịu tình ngộ. Nói xong, nghiêm duệ kéo tay tô chạm, không quay đầu lại rời đi. Sau khi lên xe, tô chạm không nói gì, trực tiếp lái xe đến khách sạn gần đó, bỏ lại thẻ thanh toán, nhanh chóng cầm chìa khóa đi thẳng lên phòng. Vừa vào cửa, không cho nghiêm duệ thời gian thở dốc, đã trực tiếp cởi quần, đem đầu cậu nhấn lên cửa phẫn nộ phát tiết lên người cậu, không mở rộng huyệt sau đã trực tiếp đem gậy thịt cắm vào. Thân thể beta không giống omega, sẽ không chủ động tiết dâm thủy bôi trơn, cần phải dạo đầu kích thích mới có thể đâm vào được. Nghiêm Duệ chưa bao giờ bị Tô Trạm đối xử thô bảo, trong lòng dâng lên vô hạn oan ức, nhưng vẫn là nhịn đau thả lòng cơ thể, hết sức cố gắng tiếp thu đồ vật to lớn trắng trợn sông tới không kiêng dè kia. Tô Trạm kéo mặt Nghiêm Duệ qua, nhìn cậu cắn chặt môi dưới, gần như muốn cắn ra máu, dáng vẻ đáng yêu này dù ai nhìn thấy cũng không đành lòng hắn thoáng rút hung khí cứng rắn ra, ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn miệng huyệt, cũng may không có dấu hiệu chảy máu. Giọng nói dịu dàng nhưng không che giấu rất khoát, rất đau sao. Nghiêm dễ cẩn thận liếc nhìn tô chạm một chút, xác định đối phương không có tức giận, mới gật gật đầu nói, đau. Tô chạm cảm giác mình thực sự là điên rồi. Nghiêm dễ bất quá chỉ là không nhận điện thoại của hắn mà thôi, đáng để hắn tức giận như vậy sao? Chuyện như vậy nếu là trước đây, hắn còn ước gì mấy tình nhân đó gọi càng ít càng tốt. Tôi giúp em xoa, rất nhanh sẽ không đau nữa. Tô chạm một bên nhẹ nhàng xoa miệng huyệt, một bên hôn lên gò má trắng bệt của nghiêm duệ khá hơn chút nào không? Không đau, anh động đi, nghiêm duệ hôn trả lại nói. Bởi vì chiều cao tranh lệch mà nghiêm duệ không thể không nhón chân lên, mới có thể miễn cưỡng để vật lớn của tô chạm đi vào cả cây. Tô chạm nặn cặp mông căng mẩy của nghiêm duệ, đem bộ phận dính đầy dịch ruột non rút ra nửa đoạn, sau đó hung ác đỉnh vào. Xâm nhập bất ngờ khiến hậu huyệt mẫn cảm co giật, nghiêm duệ cũng khắc chế không nổi nữa mà bắn ra nhanh như vậy liền bắn, tô chạm sờ lên bộ phận mềm nhũn mới tiết ra của nghiêm duệ tôi còn chưa thỏa mãn mà. Nghiêm duệ run dày mân mê bờ mông tuyết trắng, chán trống lên mặt cửa lạnh lẽo mà câu dẫn tô chạm còn muốn. Muốn anh cắm vào sâu hơn, rõ ràng trên tivi là người lạnh lùng băng lãnh, ở trước mặt tô chạm vĩnh viễn là dáng vẻ mềm mại chọc người yêu thương như vậy. Nghiêm duệ cảm giác được cánh tay mạnh mẽ của nam nhân bế lên, hai chân thon dài mở lớn, chỗ giao hợp một mảng cảnh xuân kiều diễm, khiến người xem miệng lưỡi khô khốc. Tô chạm đem nghiêm duệ ôm lên trên giường, chọn tư thế tiến vào từ sau lưng, đem dương vật to lớn mạnh mẽ đỉnh vào. Đỉnh đến thân thể nghiêm duệ không ngừng va về phía trước, từ trong môi đỏ phát ra tiếng rên rỉ phóng đãng sâu quá, sắp hỏng. Quy đầu thô tròn không chút nào thương tiếc nhìn nát huyệt thịt mềm mại, đâm mị thịt vừa trướng lại vừa đau. Tô chạm hẳn không đi vào đủ sâu, hai tay vững vàng trói lại vòng eo nhỏ hẹp của nghiêm duệ, ngay sau đó gậy thịt như muốn đục thùng hậu huyệt, không khống chế mà đâm vào càng sâu. Nghiêm duệ không dám tin, Khung khí trong cơ thể cậu chính là đang áp sát khoang sinh sản. Khoang sinh sản của beta ẩn sâu hơn nhiều so với omega, đây cũng là lý do rất nhiều alpha không muốn tìm beta để sinh con. Thứ nhất là quá phiền phức, thứ hai là cho dù bắn vào bên trong khoang sinh sản của beta, cũng không cách nào ký hiệu thành công, càng không chắc có thể tụ thai được. Không muốn, tô chạm, không muốn, nghiêm dễ nước nở xin tha, nơi đó không được. Tô chạm không rõ tại sao mình muốn làm như vậy, hắn chỉ đơn giản tuân theo bản năng alpha, muốn triệt để phá tan phòng tuyến cuối cùng trong cơ thể nghiêm duệ 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 mở chân ra để tôi đâm vào đi em không muốn trở thành người của tôi sao tô chạm nói một câu liền đâm chúng tử huyệt nghiêm duệ si mê của nghiêm duệ đối với tô chạm làm cậu không cách nào từ chối bất cứ thỉnh cầu gì đến từ người đàn ông này cậu không chút do dự mà tách chân ra mông nhỏ vành cao lên phát họa ra vòng eo đẹp mê người một giây sau nghiêm duệ cảm giác được nơi nào đó trong thân thể truyền đến cảm giác xé rách đau đớn nước mắt chứa trên mi cũng không nhịn được nữa chầm chậm chảy xuống, nốt ruồi tinh xảo nơi khóe mắt bị nước mắt thấm ướt, vẽ lên khuôn mặt tăng thêm mấy phần ôn nhu. Tô chạm chưa bao giờ ở trong bất kỳ thân thể người nào đi vào sâu đến thế, nghiêm duệ là người đầu tiên, cũng là người duy nhất cam tâm tình nguyện cho hắn làm như vậy. Nghiêm duệ hai mắt đẫm lệ, cảm giác được tô chạm đang xoa mặt cậu, đôi môi mềm mại hôn lên khóe mắt ẩm ướt, nhẹ nhàng thay cậu liếm đi nước mắt. Trong miệng còn nói lời an ủi, duệ duệ ngoan, rất nhanh sẽ không đau nữa trái tim vừa chua sót lại vừa đập nhanh, trong lòng nghiêm dệ như muốn bỏ đi tất cả mà hô to, tô chạp, em yêu anh. Nhưng Lý Chi nói trong nghiêm dệ biết, có mấy lời chỉ có thể giấu ở đáy lòng, một khi nói ra, cả hai sẽ chẳng thể nào đi tiếp được nữa. Thứ tô chạp muốn là quan hệ bạn dường không dính dáng tình cảm. Muốn ở lại bên cạnh hắn, nhất định phải tận lực làm theo quy tắc này, không thể bởi vì kích động nhất thời mà vượt qua giới hạn. chương 4, thời gian qua đi, nhẫn nại của tô địch cũng tiêu hao gần hết. Tiếng chuông 12 giờ vang lên, Tô Trạm vẫn không thấy tăm hơi. Tô Địch hít sâu một hơi, gắt gao siết lấy di động. Gân xanh thái dương này lên, gương mặt xinh đẹp thanh khiết lộ ra nét dữ tợn không phù hợp với nó thường ngày không bao giờ thấy, ở trước mặt Tô chạm mãi là dáng dấp ngoan ngoãn khả ái. Tô Địch cơ hồ có thể tưởng tượng, Tô chạm giờ khắc này ở trên giường cùng tình nhân hô mưa gọi gió, vành tai tóc mai chạm vào nhau thân mật. Đố kỵ giống như là kịch độc thầm thấu vào lục phủ ngũ tạng, cấp tốc lan tràn đến mỗi một tế bào, khiến Tô Địch sắp mất đi lý trí sau trận làm tình kịch liệt, nghiêm dệ gối lên cánh tay tô chạm ngủ say. Tô chạm giơ cánh tay lên, nghiêm dệ tựa như cảm ứng được, chủ động rút vào trong lồng ngực của hắn, hai tay tự nhiên cuốn lấy eo nam nhân. Động tác vô thức của nghiêm dệ câu đến lòng tô chạm ngứa ngáy, hắn nâng người lên, cúi đầu hôn lên đôi môi non mềm của đối phương. Thân thể nghiêm dệ bị trà đạp đến chua sót, theo bản năng muốn né tránh cái hôn nhúm màu tình dục nhưng tô chạm không cho nghiêm dệ cơ hội chạy trốn, hung hăng ôm cậu vào trong lòng, sức lực lớn như muốn khảm cậu vào da thịt mộng đẹp bị quấy nhiễu, nghiêm duệ nâng mí mắt nặng nề. Tầm mắt mơ hồ nhìn thấy bản mặt làm mình nhớ thương, Bản năng ôm lấy cổ tô chạm, phát ra thanh âm ngọt mà không chán nỉ non, tô chạm, ưm. Lý trí như diều đứt dây, tô chạm cắn môi dưới nghiêm duệ, một giây sau hậu huyệt căng đau bị côn thịt tráng kiệt hung ác đâm xuyên. Nghiêm duệ trong nháy mắt bị kéo về hiện thực, đôi mắt trong suốt trận to, vui vẻ kịch liệt cơ hồ làm người nghẹt thở, theo sau là đút vào hung ác cuồng mãnh. Mỗi một lần đều vững vàng đỉnh ở ngoài khoang sinh sản, vừa đúng vị trí là rút về. Ô ô ô, chướng, không xong rồi. Nghiêm dễ bị tô chạm khiêu khích đến hoàn toàn không còn lý trí. Một lòng chỉ muốn thứ vừa cứng vừa thô trong cơ thể cắm vào khoang sinh sản. Mạnh mẽ gây rối một phen mới tốt, chen vào. Dùng sức, thật sướng. Tô chạm, em muốn, ngoặc kép. Hửm, muốn tôi cắm vào đâu? Em không nói làm sao tôi biết. Tô chạm biết mà còn hỏi. Nghiêm dễ hoàn toàn không để ý lễ nghĩa liêm sỉ. Mở ra bắp đùi trắng tuyết, vặn vẹo cái mông kêu lên, khoang sinh sản. Cắm vào bên trong, ô ô, muốn, chết, ngoặc kép. Đây chính là em tự tìm, lời còn chưa dứt, khoang sinh sản chống vắng được vật cứng đâm vào. Nghiêm dễ không biết thỏa mãn thúc dục động, động A, à, chỗ đó. Ngoặc kép, côn thịt nóng hừng hực được khoang đạo chặt khít chăm chú bao lại. Tô chạm thoải mái đỏ cả vành mắt, hắn nâng mông lớn không ngừng rung lắc lên, mỗi một lần đều đỉnh đến khoang sinh sản vừa sót vừa tê, trong miệng còn nói lời thô tục hạ lưu cắn chặt như thế lẽ nào một người là tôi làm còn chưa đủ còn muốn có đàn ông khác chơi em không không muốn chỉ cần anh tô chạm thật lớn quá lớn không chịu nổi thần trí nghiêm duệ mông lung căn bản không biết mình ăn nói linh tinh dưới dục vọng mãnh liệt cậu đem chính mình hoàn toàn giao cho tô chạm rất sướng muốn chết ô ô ô ngoặc kép lý trí cùng ý thức mông lung bị vứt lên chín tầm mây dục vọng như thú giữ kho có thể lắng lại được tô chạm thả ra cả đêm, trong phòng đầy dãy tiếng rên rỉ liên tiếp, còn có tiếng khóc nức nở quấy nhiễu màng nhĩ. Tô địch mặt không đổi sắc ngồi một đêm trong phòng khách. Từ khi mặt trời lặn đến lúc mặt trời mọc, tự nhắc nhở mình chờ tô chạm trở về. Mỗi lần nghe được chỗ dễ hành lang truyền đến tiếng bước chân lọc cọc, tô địch lại như điên vào tới cửa, mong đợi cửa nhà một giây sau được mở ra, tô chạm như thường ngày ôm ấp cậu, an ủi cậu. Chỉ là, tất cả đều là ảo tưởng, đều ở dưới ánh sáng trói mắt trong phòng lúc này, im bặt đi. Tô chạm thích ý chờ mình, theo thói quen đem người ở bên cạnh ôm vào trong lòng, xúc cảm nóng hồi trước ngực lập tức làm thức tỉnh. Định thần nhìn lại, cái chán trắng nõn chân bóng của nghiêm duệ lít nha lít nhít những giọt mồ hôi lạnh, hai gò má bởi vì nhiệt độ cao mà đỏ bừng lên, môi đỏ tươi đẹp ướt át nhếch lên, trên da thịt trắng xứ đều lộ ra sắc đỏ khác thường. Nghiêm duệ, nghiêm duệ, tỉnh lại đi, tô chạm sờ lên chán nghiêm duệ, nóng đến rút tay trở về. Nghiêm duệ bị sốt đến cả người khó chịu, mí mắt càng nặng, mở không ra. Vô lực dù gì nói, nóng quá tôi chạm thấy thế nhanh chóng gọi cho trợ lý amanda nhận điện thoại amanda còn không kịp hỏi dò chuyện gì lời kế tiếp của tôi chạm trực tiếp ngăn trận miệng của cô lập tức gọi bác sĩ gia đình đến grand phòng 502. càng nhanh càng tốt amanda ở đầu kia điện thoại có chút mờ mịt nhất thời không phản ứng lại tôi chạm nổi giận tôi đang nói với cô cô điếc sao tôi bảo cô lập tức đi mời bác sĩ gia đình còn lo lắng cái gì vâng tôi lập tức gọi điện thoại liên hệ tắt điện thoại Tô Trạm đi vào phòng vệ sinh vắt một cái khăn lạnh, cẩn thận từng ly từng tí một lau chán Nghiêm Duệ. Đang sốt cao nên Nghiêm Duệ đứt quãng mê sảng, phần lớn thời điểm Tô Trạm cũng không nghe rõ cậu đến cùng đang nói cái gì. Bác sĩ gia đình rửa theo địa chỉ Amanda đưa, vừa vào đến cửa không khí chưa kịp hít, đã bị Tô Trạm trực tiếp kéo vào phòng. Khí thức hỗn loạn chỉ vào Nghiêm Duệ, mau mau đi khám cậu ấy. Trong không khí lưu lại mùi ái tình nồng đậm, chọc dịch khô cứng tán loạn trên giường không được che đậy kẻ ngu si đều có thể nhìn ra hai người này trải qua một đêm có bao nhiêu dâm loạn bác sĩ thân là một omega đầu tiên là mặt hơi đỏ lên đè nén cảm giác không khỏe đi tới bên người nghiêm duệ sau khi kiểm tra đơn giản như chạy trốn mà lao nhanh ra khỏi gian phòng em ấy thế nào tô chạm một lòng một dạ nhào lên trên người nghiêm duệ không quan tâm chút nào đến khác thường của bác sĩ e hèm bác sĩ lung túng ho khan một tiếng nói thể chất bệnh nhân là một beta không chịu nổi chuyện giường chiếu kịch kiệt như vậy sau này phải chú ý cẩn thận, tôi kê cho cậu ấy thuốc hạ sốt, anh đi tiệm thuốc quanh đây đều mua được, cho cậu ấy uống là tốt rồi. Không còn vấn đề nào nữa, tô chạm không yên tâm hỏi nhiều một câu. Hiện tại mọi thứ đều bình thường, ngài nếu như không yên lòng, có thể sau khi bệnh nhân hạ sốt, đưa đến bệnh viện kiểm tra. Được, ngày hôm nay đã làm phiền bác sĩ, đợi bác sĩ rời khỏi, tô chạm liền đi tiệm thuốc gần đây, căn cứ thuốc kê trên đơn mà mua rồi đút cho nghiêm duệ. Tất cả an bài thỏa đáng, tô chạm đột nhiên nhớ lại, vừa nãy lúc gọi điện thoại cho Amanda, nhìn thấy tô địch gọi cho hắn đến 40, 50 cuộc điện thoại. Bởi vì, mấy năm quá quen với tháng ngày độc thân rồi, tô chạm thiếu chút nữa đã quên mình bây giờ còn có một em trai cần chăm sóc. Tô chạm lòng đầy hồ thẹn bấm điện thoại cho tô địch. Còn chưa kịp nói xin lỗi, tô địch đã ủy khuất chất vấn anh, anh ở đâu? Em chờ anh một buổi tối, đều không thấy người trở về. Tô chạm không tìm được liếc nghiêm duệ vẫn đang hôn mê bất tỉnh một cái, lặng lẽ đi tới ngoài cửa, nhẹ giọng xin lỗi tiểu địch chỗ anh có một vị khách khó mời được, cùng nhau uống rượu cả đêm. Hắn uống đến thần trí không rõ, anh cũng không tiện rời đi. Vậy bây giờ anh trở về có được hay không? Em một người thật sự rất sợ. Tô địch biết tô chạm đang nói dối, nhưng không có trực tiếp vạch trần, trái lại giả bộ đáng thương khiến người đồng tình. Em một buổi tối ngủ không ngon, hiện tại giả dày đau đến chuột rút. Không biết làm sao bây giờ? Tô địch nói đến thật đáng thương, tâm tô chạm liền lập tức mềm nhũn. Nhưng hắn cũng không thể mặc kệ nghiêm duệ đành thử cùng tô địch câu thông, vậy em bây giờ lên giường nằm một lúc, phía bên này anh xử lý tốt liền trở về được không? Không được, anh bây giờ phải về liền, tô địch vốn đang cực lực nhẫn nhịn, bởi vì tô chạm từ chối, triệt để tan nát, anh đã nói bất luận lúc nào đều sẽ chăm sóc em, anh lừa người. Anh có người khác, sẽ không quan tâm em nữa. Đối với nghiêm Duệ hắn hổ thẹn, nhưng tô địch lại là em trai hắn đau từ nhỏ đến lớn, mặc dù không có quan hệ máu mủ, bọn họ vẫn là anh em. Được được được, anh lập tức trở lại, em đừng khóc, Tô địch nghe được tô chạm cam kết, lập tức nín khóc mỉm cười, anh nói chuyện phải giữ lời. Anh đã lúc nào lừa gạt em chưa? Trong giọng nói tô chạm có thêm một tia bất đắc dĩ. Để nghiêm dệ lại khách sạn một mình, tô chạm nhất định không an lòng. Hắn đang nghĩ xem nên tìm ai đến hỗ trợ thì điện thoại reng lên. Là số lạ, do dự một chút vẫn nhận điện thoại, alo, xin hỏi là ai thế? Tô chạm, anh đến cùng đem anh trai tôi đi đâu? Nghiêm giật nổi trận lôi đình, tiếng giống giận cơ hồ có thể xuyên thấu mái nhà cậu đã gọi cho nghiêm duệ cả đêm, đều không có người tiếp, không nghĩ tới buổi sáng vẫn chưa thấy bóng người đâu. Tô chạm nhíu mày, nhất thời bất mãn, em ấy và tôi ở cùng nhau, có vấn đề gì được. Anh đừng cho là anh tôi hướng về anh, thì anh có thể muốn làm gì thì làm. Tôi cho anh biết, chỉ cần tôi còn một hơi thở, sẽ không bao giờ để anh của tôi với người cặn bã như anh ở bên nhau. Tô chạm hiện tại không có tâm tư cùng nghiêm giật cãi nhau, chỉ có thể vò vò huyệt thái dương đang sưng lên nói, chúng tôi ở Grand Hotel, phòng 502 cậu bây giờ đến đây đi. Nghiêm giật chạy tới khách sạn, nhìn thấy nghiêm duệ sống giờ chết giờ nằm ở trên giường, trong phòng còn tràn ngập mùi tình dục nồng nặc, trong nháy mắt liền hiểu xảy ra chuyện gì. Y không chút do dự đâm tô chạm một cái, tô chạm ngã xuống đất, vừa định chửi ầm lên, lại bị nghiêm giật đi lên nặng nề đánh thêm cái nữa nữa. Cậu lại phát điên cái gì đó, nghiêm giật bởi vì phẫn nộ mà hai mắt ửng hồng gắt gao nhìn chằm chằm tô chạm. Dường như muốn chọc ra trên người tô chạm vài lỗ, anh đem anh tôi biến thành bộ dạng này, anh còn dám vênh mặt. Tô chạm, anh là cái thá gì? Tô chạm giơ tay xóa đi vết máu ở khóe môi, lạnh lùng liếc mắt nhìn nghiêm giật, không sợ hãi chút nào nói tôi là cái thá gì. Cậu lại tính là thứ gì, chuyện tình tôi cùng nghiêm duệ, không tới phiên cậu nhúng tay. Tô chạm, tôi cho anh biết, nghiêm duệ là anh trai tôi, nếu anh còn dám tổn thương anh ấy, tôi sẽ không tha cho anh. Trong lời nói nghiêm giật bao hàm uy hiếp trắng trợn, tô chạm không những không giận mà còn cười, hại chết tôi. Lại muốn dở trò cũ, cậu cho rằng tôi sẽ sợ cậu à? anh nghe kỹ đây, từ hôm nay trở đi, không được phép lại gần nghiêm duệ. Nghiêm giật bình tĩnh cảnh cáo, anh tôi cùng loại người, sát thủ tình trường, như anh không chơi nổi. Đừng tiếp tục dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt anh ấy. Anh từ đầu tới đây, liền trở về chỗ đó đi. Vậy phải xem ý nghiêm duệ, tô chạm sửa sang lại quần áo sộc sạch, biểu hiện tự nhiên, cậu tốt nhất đừng có mạnh miệng chắc chắn như vậy. Rất nhiều năm sau đó, tô chạm mới hiểu được, người mạnh miệng, không phải nghiêm giật, mà là chính hắn. Chương 5, Tô chạm cùng nghiêm giật tan dã trong không vui. Nghiêm dậy sau khi uống thuốc, bệnh tình không chỉ không có nửa phần chuyển biến tốt, trái lại càng lúc càng nguy kịch, tình trạng nguy cấp nghiêm giật trực tiếp đem người đưa đến bệnh. Trong quá trình kiểm tra, bác sĩ cao mày vẻ mặt nghiêm túc, một bộ như lâm đại địch. Nghiêm giật nhìn ra trong lòng run sợ, hắn sốt ruột hỏi anh của tôi thế nào rồi? Cậu đi ra ngoài trước, tôi muốn cho bệnh nhân thực hiện kiểm tra toàn diện. Bác sĩ ra hiệu nghiêm giật ở ngoài phòng bệnh chờ đợi. Nghiêm giật không dám trễ này bác sĩ khám bệnh vội vã lui ra ngoài cửa, không biết đi qua đi lại bao nhiêu lần, cửa phòng bệnh rốt cục bị mở ra. "Bác sĩ, anh của tôi đến cùng làm sao vậy? Rất nghiêm trọng sao?" Bác sĩ đẩy cái kính đang rủ trên mắt, thần sắc phức tạp, khoang sinh sản của bệnh nhân bị người mạnh mẽ xâm phạm, có dấu hiệu bị tổn thương. "Ông nói cái gì? Nghiêm giật không dám tin tưởng lỗ tai mình, máy móc lặp lại lời của thầy thuốc, khoang sinh sản bị tổn thương." "Đúng vậy, xuất huyết trong có chút nghiêm trọng, bất quá tôi đã xử lý qua, lại thực hiện châm cứu." lát nữa là có thể hạ sốt. Bác sĩ khẽ thở dài một cái, lương y như từ mẫu, dựa vào đạo đức nghề nghiệp đối với nghiêm giật nói, thể chất của bệnh nhân là beta, không giống như omega, không có kỳ phát tình, nếu như làm với đối tượng chưa hoàn thành ký kết, tùy tiện mở khoang sinh sản, làm không khéo sẽ nguy hiểm đến tính mạng, lần này xem như anh cậu mạng lớn, lần sau tuyệt đối cô được làm như vậy, phải yêu thương chính mình hơn mới tốt. Nghiêm giật vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác, bác sĩ căn dặn cũng không nghe lọt tai bao nhiêu, đầy đầu quanh quần câu khoang sinh sản của bệnh nhân bị người mạnh mẽ xâm phạm, có dấu hiệu tổn thương. Nghiêm Duệ nếu không yêu thảm Tô chạm làm sao có khả năng làm ra loại hành vi mang tính chất tự sát này? Coi như Tô chạm không hiểu thân thể beta, Nghiêm Duệ chính mình còn có thể không rõ ràng sao? Tô chạm về nhà trấn an Tô Địch, sau đó lại không yên lòng Nghiêm Duệ, tìm cớ ra ngoài, vội vã tới khách sạn thì được báo người đã rời đi. Vốn tưởng rằng Nghiêm Duệ về nhà, đến cửa Nghiêm ra đợi người, chưa thấy bất kỳ xe nào ra vào, nghiêm giật cũng không thấy hình bóng. Lần này tô chạm bắt đầu lo lắng, chẳng lẽ là nghiêm duệ bệnh tình trở nặng? Hắn gọi cho nghiêm duệ, mấy lần đều trực tiếp truyền vào hòm thư thoại, bất đắc dĩ bấm gọi nghiêm giật. Nhưng nghiêm giật nhận điện thoại, chỉ tặng hắn năm chữ, không liên quan đến anh, liền cúp điện thoại, đem tô chạm kéo vào danh sách đen. Không chiếm được tin tức nghiêm duệ, tô chạm nổi giận trong bụng lên xe, về nhà liền thuận tay đem cốc thủy tinh trên bàn gạt văng trên đất, chia năm xẻ bảy, tiếng đổ vỡ khiến tô địch bị dọa cho phát sợ. Ở trước mặt tô địch. Tô Trạm vĩnh viễn là dáng vẻ ôn văn nhĩ nhã, đừng nói nổi giận thế này, chỉ nói số lần tức giận chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Anh, anh làm sao vậy? Tô Địch e dè cẩn trọng hỏi. Tô Trạm nhìn thấy Tô Địch, mới đột nhiên nhớ tới trong nhà có người, thu liễm cảm xúc phẫn nộ, tận lực dùng giọng điệu dịu dàng nói, anh không sao, đã trễ thế này sao còn chưa ngủ. Anh không trở về, em có chút lo lắng. Tô Địch có chút oán giận điện nói, vừa nãy em gọi anh ba bốn cuộc điện thoại, anh cũng không có nhận. Chắc đang lái xe nên anh không chú ý. Tô chạm theo thói quen sờ đầu tô địch, thời gian không còn sớm, nhanh đi ngủ. Anh không ngủ sao, anh còn chút tài liệu cần xem, muộn mới ngủ. Ừ, vậy anh cũng nghỉ sớm một chút. Tô chạm ngồi trong phòng khách đến hơn nửa đêm, hộp thuốc lá đã thấy đáy từ lâu, hắn cố gắng suy nghĩ một lúc, lại phát hiện đầu óc trống rỗng. Theo lý thuyết, nghiêm dễ bất quá chỉ là một trong những tình nhân đông đảo của hắn, đơn giản chính là bộ dạng được, tính cách lại ngoan ngoãn, cũng không có bất kỳ chỗ nào đặc biệt. Nhưng người cô đơn như hắn đối người này khiên chàng quài đỗ sao, và thực sống như là gặp ma. Khiên chàng quải đỗ, ruột gan rối loại, nhớ nhung. Amanda hơn nửa đêm bị tiếng điện thoại phiền lòng đánh thức, không kịp thấy rõ tên người gọi, há mồm liền chửi ầm lên, con mẹ nó đầu óc có vấn đề đúng hay không? Không nhìn xem mấy giờ rồi còn gọi điện thoại, muốn chết ra. À? Chờ Amanda phát tiết trời xong, tôi chạm lạnh lùng trả lời một câu, là tôi. Không hề chập trùng, một câu nói đem Amanda kéo về hiện thực, nàng nơm nớp lo sợ cầm điện thoại di động, không dám tin tưởng liếc mắt nhìn điện thoại, trong nháy mắt hận không thể đâm tường tự sát. Ông, ông chủ, vừa, vừa nãy tôi, tôi. Amanda sợ đến run giọng gần đây tô chạm tính khi âm tình bất định, nàng thực sự là tại mọi thời khắc đều lo lắng va vào nòng súng. Có thể một mực sợ điều gì sẽ gặp điều đó, vừa nãy xem như là đem triệt để đắc tội tô chạm, 8 phần 10 là phải cuốn gói rồi. Cô kiểm tra tất cả bệnh viện ở A Thị, xem xem có người nào tên nghiêm duệ một tiếng sau báo cáo cho tôi. Amanda khóc không ra nước mắt boss, A à thì tổng cộng có chừng 100 bệnh viện, phòng khám lớn nhỏ, tôi coi như đem từng cái từng cái viết ra, một giờ cũng không xong A. À. Không làm được, sáng mai cô cũng không cần đến công ty. Tôi lập tức đi làm, Amanda nghe được uy hiếp từ tô chạm, lập tức từ trên giường nhảy lên. Amanda vận khí không tệ, kiểm tra tới cái bệnh viện thứ 18, rốt cuộc tìm được nghiêm duệ. Nàng không dám chỉ hoãn đem thông tin báo cho tô chạm, tô chạm bên kia run lên một giây, không mặn không nhạt hồi đáp tôi biết rồi. Tô Địch vẫn trốn sau tường nghe lén, từ miệng Tô Trạm biết tên người đàn ông kia, nguyên lai chính là Nghiêm Duệ muốn cùng cậu cướp anh trai, bất quá cậu sẽ không để cho bất luận người nào thực hiện được. Cậu đã từng có thể sử dụng thủ đoạn bước đi một hàn trường thanh, như thường cũng có thể khiến Nghiêm Duệ ngoan ngoãn rời đi. Tô Trạm căn cứ thông tin Amanda cung cấp, rất nhanh tìm được Nghiêm Duệ, có điều còn chưa có vào cửa đã bị Nghiêm giật ngăn cản. Lần này Tô Trạm học khôn, tay mắt lanh lẹ tránh khỏi công kích của Nghiêm dật, phía sau còn một phát bắt được nắm đấm vung tới trực tiếp vươn mình liền đem nghiêm giật quật ngã trên mặt đất, thờ hồn hển nói cậu sẽ không cho rằng tôi sẽ lại bị cậu đánh lần thứ hai chứ. Con mẹ nó anh thả tôi ra, tôi đánh chết anh thằng cặn bã. Sốc sinh, nghiêm giật tức giận hét lên. Mấy y tá đi ra thấy hai người đàn ông vật lộn, nhanh chóng gọi bảo vệ đến hiện trường, bảo vệ thân thể cường tráng thật vất và tách họ ra. Nghiêm giật không yên, hai chân đá lung tung, cũng không cố kỵ đây là bệnh viện cần yên tĩnh, cao giọng la hét con mẹ nó anh còn có mặt mũi đến hôm nay tôi chưa đánh chết anh, là bởi do anh mà anh tôi đến bây giờ còn nằm ở trên giường. Ẩm ý cái gì thế? Nơi này là bệnh viện, các anh muốn đánh đi ra ngoài đánh, đừng ảnh hưởng đến bệnh nhân khác nghỉ ngơi. Y tá thấy thế không nhịn được khiển trách. Hai người được bảo an mời ra ngoài cửa khu phòng bệnh, không còn người ngoài quấy nhiễu, nghiêm giật như sư tử nổi giận, trực tiếp nhào tới, tô chạm cũng không cam yếu thế, vững vàng vung một quyền đánh lên mặt nghiêm giật. Nghiêm giật, cậu nháo đủ chưa? Tôi là tới xem nghiêm duệ, không rảnh ở đây chơi với cậu ai mẹ của nó chơi với anh, không phải chính anh là người gây chuyện sao, còn có mặt mũi đến xem anh thôi. Nghiêm giật lau đi máu khóe miệng, hai tay nắm chặt thành quyền, gân xanh thái dương này này, thật sự là phẫn nộ tới cực điểm. Tôi chạm bị nghiêm giật nói tới đầu óc mơ hồ, nghiêm dệ không phải là lên cơn sốt sao. Tôi lúc trước đã cho em ấy uống thuốc, còn đặc biệt tìm bác sĩ. Anh tìm đến cái bác sĩ cho má gì, anh tôi uống thuốc mà vẫn sốt cao không lùi, anh biết không? Nghiêm giật tức giận run cả người, hai mắt đều hơi đỏ lên, anh ấy bị anh đùa bỡn chỉ còn nửa cái mạng, con mẹ nó anh còn nhảy nhót khắp nơi. Cái gì nửa cái mạng, cậu nói hưu nói vượn cái gì, tô chạm vào lúc này bắt đầu khẩn trương. Nghiêm giật nghiến răng nghiến lợi nói, anh ấy là beta, không phải những omega trước đây anh giao du, không chịu nổi hoa chiêu trên giường của anh. Anh căn bản không yêu anh ấy, dựa vào cái gì hủy hoại anh tôi. Nghiêm duệ đến cùng xảy ra chuyện gì, anh có mặt mũi hỏi tôi chứ tôi không còn mặt mũi mà trả lời. Nghiêm giật nắm chặt quả đấm, Sương ngón tay rắc rắc vang vọng con mẹ nó anh cút được bao xa thì cút trong lòng lo lắng cho nghiêm duệ nghiêm giật không tốn miệng lưỡi với tô chạm xoa vết thương trên mặt trở lại phòng bệnh sau khi nghiêm giật rời đi tô chạm tìm bác sĩ điều trị chính của nghiêm duệ dò hỏi bệnh tình bác sĩ nghi ngờ hỏi anh cùng bệnh nhân có quan hệ gì tôi là bạn bệnh nhân nghe nói em ấy bị bệnh liền đến thăm muốn biết bệnh tình em ấy cần kiêng đồ ăn gì miễn cho đưa sai thấy tô chạm ăn mặc trình chu bác sĩ cũng không tiếp tục hoài nghi nói thật, bệnh nhân bị tổn thương khoang sinh sản, dẫn đến xuất huyết trong, có điều đã cầm máu, không có vấn đề gì lớn, chính là cần nghỉ ngơi nhiều, không đồ ăn nhiều dầu mỡ, tận lực thanh đạm chút. Sắc mặt tô chạm trong nháy mắt trở nên trắng xanh, bác sĩ còn tưởng rằng chính mình nói sai điều gì, tiên sinh, anh không sao chứ? Không, không có chuyện gì, cảm ơn bác sĩ. Tô chạm hồn bay phách lạc đi ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ, áo não nửa ngồi nửa quỳ ở ngoài cửa lớn bệnh viện, hắn làm sao cũng không dám tin tưởng mình đối với nghiêm duệ, làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy. chương sáu nghiêm giật trở lại phòng bệnh thấy nghiêm duệ đã tỉnh chỉ là thân thể còn rất yếu ớt nói chuyện có chút lao lực cậu phải đến bến mép giường nghiêm duệ mới có thể miễn cưỡng nghe rõ lời của đối phương anh làm sao vậy nghiêm duệ nhớ tối hôm qua cùng tô chạm thuê khách sạn hai người điên cuồng làm tình sau đó thì ký ức trống rỗng nghiêm giật hé miệng không cẩn thận liên lụy đến vết thương theo bản năng hít vào một hơi chậm rãi nói anh sốt cao em đưa anh đến bệnh viện nhìn thấy mặt nghiêm giật bị thương nghiêm duệ hỏi em đánh nhau không có chỉ là mắt không nhìn đường ngã nhỏ thôi nghiêm giật lập ra lời nói dối vụng về nghiêm duệ biết nghiêm giật đang gạt cậu nhưng tâm thần đều mệt mỏi vô lực chọc thùng lời nói dối của đối phương chỉ không nhẹ không nặng nói một câu lần sau cẩn thận ừ nghiêm giật gật gù thay nghiêm duệ dém góc chăn anh nghỉ ngơi nhiều thêm một lúc em ra ngoài mua cho chút gì đó cho anh ăn nghiêm duệ không yên tâm dặn dò chuyện nằm viện không cần nói cho ba mẹ Em biết, em nói với họ anh đi thành phố hát công tác, qua mấy ngày mới trở lại. Nghiêm giật nào dám nói cho cha mẹ chuyện nghiêm duệ sinh bệnh nằm viện. Nếu như chuyện này bị mẹ nghiêm biết sẽ tránh không được một trận chê cười, cha nghiêm cũng sẽ không vui. Dù sao ông đối với nghiêm duệ mong đợi rất cao. Nghiêm duệ an tâm gật đầu, không tiếp tục nói nữa. Tô chạm đợi gần đó, nhìn thấy nghiêm giật đã rời đi, liền vọt vào phòng bệnh nghiêm duệ, thuận lợi đóng cửa phòng. Động tĩnh thật lớn đánh thức nghiêm duệ đang nghỉ ngơi, cậu cảnh giác trợn to hai mắt, mãi đến lúc bóng người thon dài của tô chạm rơi vào đáy mắt, thần kinh căng thẳng mới thoáng thả xuống. Tô chạm đi tới bên người nghiêm duệ, nhìn thấy gương mặt không có tí máu nào, trong lòng truyền đến từng trận đau đớn. Loại đau này cũng không có nhiều kịch liệt, giống như là có người cầm một con dao cùn lâu năm, nhẹ nhàng cắt trái tim của bạn ra. Mới đầu cảm thấy vết thương không đáng nhắc đến, đợi lúc quay đầu nhìn đã máu me đầm đìa. Nghiêm Duệ chú ý tới vết thương trên mặt tô chạm, liên tưởng đến nghiêm giật, không khó đoán ra toàn bộ đầu đuôi câu chuyện hai người này nhất định là mới đánh nhau, cậu nháy mắt mấy cái, muốn đưa tay xoa mặt tô chạm. Mới vừa rũi ra đờ nửa bàn tay, cơn đau thấu xương trong nháy mắt lan toàn thân, đau đến hai mắt ứa lệ. Chỗ gốc là, tứ chi bách hài, chăm xương, đại ý đau đớn toàn thân. Nơi nào đau, tô chạm nắm lấy tay nghiêm duệ kề sát khuôn mặt ấm áp của hắn, không nhịn được lại cúi đầu hôn đôi môi trắng xám để an ủi người kia, đau lắm sao. Tôi đi kêu bác sĩ lại đây. Còn người nghiêm duệ hiện ra thủy quang trong suốt, há miệng giọng khàn khàn hoàn toàn không êm tai dễ nghe như ngày xưa em không sao tô chạm cảm giác tội ác trong lòng càng ngày càng sâu nặng miệng như bị dán băng keo đến nửa ngày cũng không mở ra được nghiêm duệ cho rằng tô chạm lo lắng bệnh tình của cậu lại tiếp tục an ủi hắn anh đừng lo lắng em sẽ sớm khỏe lại em đấy thông minh mạnh mẽ đều đi đâu rồi tô chạm muốn lơ đi cơn đau âm ý tán loạn trong lòng nhưng mỗi lần nhìn nghiêm duệ thêm một chút đau đớn sẽ tăng lên chẳng lẽ không biết đối xử tốt với chính mình Nghiêm Duệ nghĩ thầm, nếu như có thể, cậu cũng muốn đối với mình tốt hơn. Em thật sự không có chuyện gì, trên gương mặt tiêu tụy hiện lên nụ cười nhẹ, thực sự không đẹp chút nào. Em còn gạt tôi, tô chảm không phủ nhận hắn hy vọng có một người tình ngoan ngoãn bất việc, nhưng cũng không đại biểu hắn máu lạnh vô tình. Có thể đối với nghiêm Duệ đau ốm mảnh mặt làm ngơ, đều đau đến rơi nước mắt. Nghiêm Duệ cậy mạnh nói, chỉ là hơi đau chút, không nghiêm trọng. Em quả thực là chọc tôi tức chết, nếu không phải xảy ra chuyện này, Tô Trạm không biết nghiêm duệ là người nhịn nhục đến mức này. Chỉ nghe bác sĩ nói, hắn liền cảm thấy được đau đớn khó nhịn. Huống ngủ loại đau đớn tê tâm liệt phế đang lan tràn trên người nghiêm duệ. Nghiêm giật đúng lúc đi vào, vừa vặn thấy Tô Trạm cầm lấy tay nghiêm duệ, thấp giọng gào thét, dáng dấp dữ tợn. Anh thả anh tôi ra, anh lại muốn làm gì? Thằng cặn bã, nghiêm giật ném đồ ăn trên tay xuống, bước dài xông lên đem Tô Trạm kéo ra. Vững vàng đem nghiêm duệ bảo hộ ở phía sau, quay về phía nam nhân trước mặt trợn mắt nhìn, tôi vừa nãy đã cảnh cáo anh, không muốn anh lại gần anh tôi. Con mẹ nó anh nghe không hiểu tiếng người. Tiểu giật, em, khụ khụ, nghiêm dễ muốn ngăn cản nghiêm giật nhưng lấy hơi không đủ, không nhịn được ho khan. Anh, anh làm gì thế, đừng kích động như vậy. Nghiêm giật xoay giúp nghiêm duệ thuận khí, trong miệng còn đang phẫn hận vì loại cặn bã này căn bản không đáng giá. Em có im đi không? Nghiêm duệ ho khan kịch liệt, sắc mặt càng ngày càng trắng bệch. Anh, anh sao lại, nghiêm giật chưa hết lời, đã trực tiếp bị nghiêm duệ trừng mắt nghẹn học. Chuyện của anh cùng tô chạm, tự anh rõ ràng không cần em nhúng tay. Hiểu chưa? Nghiêm duệ làm nghiêm giật tức muốn hộp máu, thực sự là cho cắn lã động tân sao, không thấy được lòng tốt. Tên tô chạm kia đến cùng cho nghiêm duệ ăn bùa mê thuốc lú gì, khiến anh y một bộ nói gì nghe nấy, giống như rời xa hắn liền sống không nổi. Cho cắn lã động tân, không phân biệt tốt xấu, không biết người có lòng tốt, lã động tân là một trong tám vị tiên theo truyền thuyết câu này ngụ ý người có lòng tốt bị hiểu lầm tùy anh nghiêm giật bỏ lại một câu nổi giận rời khỏi phòng bệnh tô chạm phát hiện mỗi lần nghiêm duệ dạy dỗ nghiêm giật đến đều có nề nếp hoàn toàn không hề ôn nhu nghe lời như trước mặt mình em trai em anh đừng để ở trong lòng nó chỉ là lo lắng em thôi tuy miệng thì trách cứ nghiêm giật nhưng trong lòng nghiêm duệ rất rõ ràng toàn bộ nghiêm ra sợ là không có ai quan tâm cậu như nghiêm giật ừm um, tôi sẽ không để trong lòng tô chạm nghĩ thầm hắn làm sao có khả năng tính toán với một thằng nhóc đầu miệng còn hôi sữa tình hình thân thể nghiêm duệ thế này không thể khỏi ngay được tô chạm vừa không có cách nào bỏ lại tô địch không lo lại không bỏ xuống được hồ thẹn đối với nghiêm duệ rốt cục sau khi trầm tư suy nghĩ cũng nghĩ được một biện pháp vẹn toàn đôi bên tô chạm để amanda mỗi ngày sắp xếp công việc đưa tới bệnh viện như vậy vừa có thể động viên tô địch cũng có thể chăm nom nghiêm duệ không phải là một mũi tên chúng hai con nhạn sao tô chạm tự cho là hành động của mình giấu giếm được tô địch không nghĩ tới tô địch dĩ nhiên lén lút theo dõi hắn tới bệnh viện, đồng thời gặp được nam nhân tô chạm che giấu. Nghiêm duệ sắc thực rất đẹp, ngũ quan tinh xảo khéo léo. Đặc biệt nốt ruồi khóe mắt, khuôn mặt vốn kinh diễm lóa mắt lại càng thêm mị hoặc. Chẳng trách tô chạm yêu thích như vậy. Khi y tá đến đổi thuốc cho nghiêm duệ thấy tô địch đứng ở cửa, cho rằng tô địch là khách đến thăm nghiêm duệ, em trai, cậu là đến thăm nghiêm tiên sinh phải không, sao lại không tiến vào. Tôi không phải, tô địch không kịp phản bác, y tá nhiều chuyện đã đi vào, một bên bắt vừa chuyện với tô địch ở cửa, vừa hướng nghiêm duệ nói, nghiêm tiên sinh, bạn anh tới thăm anh đây. Bạn, nghiêm duệ cùng tô chạm chăm miệng một lời ngừng đầu lên, ánh mắt chuyển hướng về tô địch đang khó chịu đi vào. Tô chạm vừa thấy tô địch, giật mình từ trên ghế đứng lên. Tài liệu trên đùi giới xuống, tiểu địch, sao em đến đây được? Tô địch mắt nhìn tô chạm, dư quang liếc quang nghiêm duệ tự tiếu phi tiếu nói em đến nhìn nghiêm tiên sinh. Không cần tô chạm giới thiệu, nghiêm duệ liền đoán ra người trước mắt chính là em trai tô chạm cậu sẽ không quên đêm đó, tô chạm nhận điện thoại, lời nói nhẹ nhàng, ôn nhu từ tận đáy mắt tràn ra khắp nơi. Nghiêm dễ không tự chủ được nắm chặt lòng bàn tay giấu dưới chân, trên mặt ý cười nhu hòa không chê vào đâu được, chào cậu. Chào anh, nghiêm tiên sinh, tô địch bước nhanh tới trước mặt tô chạm, ngay ở trước mắt nghiêm dễ kéo tay của người đàn ông, bộ dạng ngoan ngoãn nhanh nhẹn cùng nghiêm dễ như từ một khuôn mẫu khác ra, anh, không giới thiệu ư. Em trước giờ chưa từng gặp nghiêm tiên sinh đây, hai người là bạn bè sao, Tô Trạm biết Tô Địch là cố ý làm hắn khó xử. Nhưng trước mặt Nghiêm Duệ, hắn lại không thể phát hỏa, chỉ có thể nhắm mắt giới thiệu, đây là Nghiêm Duệ, bạn tốt của anh. Đây là em trai tôi, Tô Địch. Hai chữ bạn tốt này đâm thẳng đáy lòng Nghiêm Duệ, mặc dù biết đây là cái cớ Tô Trạm lừa gạt Tô Địch, nhưng được giới thiệu hời hợt thế này, khiến cậu đau lòng biết bao nhiêu. Thất vọng thoáng qua trong mắt Nghiêm Duệ không thể tránh được con mắt Tô Địch. Khóe miệng Tô Địch nhếch lên, nụ cười trắng trợn không kiêng rẻ phóng to, như là cười nhỏ Nghiêm Duệ một lòng si tình, nghiêm tiên sinh, anh trai tôi nhất định được anh chiếu cố rất nhiều. Tôi thay cha mẹ cảm ơn anh. Đây là lần đầu gặp gỡ của Tô Địch cùng Nghiêm Duệ. Không thể nói rõ tranh đấu gay gắt đến mức nào nhưng Tô Địch đem ánh mắt Nghiêm Duệ vững vàng ghi vào đáy lòng. Phàm là muốn cướp Tô chạm của cậu, một người cũng không tha. Tô chạm tìm cớ, lôi Tô Địch ra khỏi phòng bệnh. Cặp mày kiếm nhíu chặt, giọng trầm thấp, bên trong ít đi mấy phần ôn nhu ngày xưa, em theo dõi anh. Rõ ràng là anh lừa gạt không muốn em biết, Tô Địch bĩu môi, làm bộ giả vờ hiền lành, em chỉ là muốn lên tiếng chào hỏi người mà anh thích. Này không có gì sai chứ. Anh đã nói rồi, nghiêm dệ là bạn của anh. Có thật không, hai con người đen như mực của tô địch nhìn thẳng tô chạm hỏi, thật sự chỉ là bạn bè sao? Không khí một ngạt trong nháy mắt ngưng động, bốn mắt nhìn nhau, mãi đến tô chạm mất bình tĩnh lùi bước, con nít không nên tò mò chuyện người lớn. Anh gọi điện thoại để tài xế đưa em về nhà. Tô Trạm giải thích quan hệ với nghiêm duệ qua loa ba phải cái nào cũng được, nhưng thái độ của anh làm cho Tô Địch khẩn trương. Đổi lại là trước đây Tô Trạm nhất định sẽ không chút để tâm nói với cậu, chỉ là vui đùa một chút mà thôi, không phải thật tâm. Lần này, Tô Trạm lại lựa chọn lừa dối qua ải. Chương 7 Đưa Tô Địch đi rồi, Tô Trạm không nhìn thấy biển cấm hút thuốc. Hắn cao mày đứng ở cửa phòng bệnh mà hút, mới hít chưa được vài hơi, đã bị y tá đi ngang qua nhìn thấy, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc khiển trách, vị tiên sinh này, Khu nằm viện cấm khói thuốc, không thể hút thuốc ở đây. Muốn hút thuốc xin mời ra bên ngoài. Thật vất vả mới có được chút thả lòng trong nháy mắt bị phá tan. Tô chạm buồn bực ở trên bệ cửa sổ dập điếu thuốc, vẻ mặt không đổi liếc Y tá, như là khiêu khích lại giống như đang hỏi, như vậy là được chứ gì? Lần sau đừng như vậy. Y tá vội vã thay bệnh nhân đổi thuốc cũng không cùng Tô chạm đấu khẩu, thuận miệng cảnh cáo một câu, liền vội vã rời đi. Tô chạm không phải người nghiện thuốc lá nào, trong lúc rảnh rỗi sẽ hút vài điếu, đều rất tiết chế nhưng gần đây có một loại buồn bực không tên quấy nhiễu làm hắn mất tập trung khiến hắn không thể không liên tục hút thuốc để thu được chút an bình không biết qua bao lâu nghiêm duệ nghe được động tĩnh ngoài phòng bệnh cậu nhanh chóng chui vào chăn nhắm mắt lại giả vờ ngủ tô chạm nhìn thấy nghiêm duệ ngủ say động tác hết sức nhẹ nhàng như vậy sẽ giảm thiểu tối đa tạp âm tô chạm ngừng thở, lạm yên không một tiếng động tới gần giường bệnh cúi người xuống thay nghiêm duệ dém chăn ánh mắt đào qua khuôn mặt không phòng bị tìm lòng không đặng hôn lên thái dương đối phương đôi mắt đen như bức tranh tự họa ẩn chứa nhu tình chính hắn cũng không phát giác. Cái hôn như chuồn chuồn lướt nước khiến đáy lòng nghiêm duệ gợn sóng. Cậu không dám mở mắt ra, tim ầm ầm nhảy loạn, giờ tô chạm phát hiện cậu đang giả vờ ngủ. Mãi đến khi nghe thấy tiếng bước chân nam nhân đã đi xa, nghiêm duệ mới nheo mắt. Đầu xù trong chăn rụt lại, ngón tay nhẹ nhàng đụng vào nơi tô chạm vừa hôn. Lòng nóng bỏng như bị thiêu cháy. Đối với nghiêm duệ mà nói, ôn nhu của tô chạm giống như là hoa anh túc. Biết rõ có chứa kịch độc, cuối cùng sẽ có một ngày ruột gan đứt từng khúc, nhưng vẫn là không nỡ buông tay. Chỉ là chút ôn nhu này đối với tô chạm không là gì cả, nhưng lại chân chân thực thực chiếu sáng toàn bộ thế giới tối tăm u ám của nghiêm duệ. Ngày nghiêm duệ xuất viện, vốn là nghiêm giật tự mình đến đón. Nhưng nghiêm giật lại bị trang nghiêm phái đi nơi khác công tác, lại không tìm được cơ thích hợp để ở lại, chỉ có thể đem việc đón nghiêm duệ xuất viện giao cho tô chạm. Tô chạm dậy thật sớm, chuẩn bị thừa dịp bệnh viện hiện tại ít người, sớm đưa nghiêm duệ đi làm thủ tục xuất viện, nhưng không biết tô địch chập dây thần kinh chỗ nào, cũng đòi đi theo. Em ở nhà rất chán, đi ra ngoài hóng mát một chút cũng là tốt mà. Tô địch lôi kéo tay tô chạm làm nũng nói, anh, anh mang em đi đi. Ngẫm lại cũng đúng, tô địch sau khi về nước hắn cũng không đưa cậu đi chơi. Nếu như đến thỉnh cầu này cũng từ chối, không khỏi có chút không có tình người. Tô chạm do dự một chút gật đầu, vậy em đến đó đừng có chạy lung tung, không thấy em anh lại phải đi tìm. Tô địch ra mặt quỷ nói, biết rồi, em cũng không phải là con nít em chính là con nít tô chạm câu lên khóe môi theo thói quen xoa đầu tô địch đến bệnh viện tô chạm cần xếp hàng làm thủ tục xuất viện tô địch liền lấy cơ muốn đi vệ sinh nhưng thật ra là đi tới phòng bệnh của nghiêm duệ lúc tô địch vào cửa nghiêm duệ đang thu dọn hành lý tô địch ung dung thong thả đi vào phòng bệnh hắn giọng một cái nghiêm tiên sinh nghiêm duệ nhìn thấy tô địch ý thức được nhìn ra ngoài cửa còn chưa mở miệng hỏi dò tô địch liền trả lời nghi ngờ của cậu anh trai tôi đang thay anh làm thủ tục xuất viện như vậy ư, phiền anh ấy rồi. Nghiêm Duệ quay đầu, tự nhiên tiếp tục thu dọn hành lý. Tô Địch đi tới bên người Nghiêm Duệ, giả vờ tốt bụng mà hỏi cần hỗ trợ không? Không cần, chỉ có ít đồ, cảm ơn cậu. Thái độ Nghiêm Duệ đối với Tô Địch khách khí mà xa lánh. Anh cùng anh tôi đang quen nhau, Tô Địch hỏi thẳng. Nghiêm Duệ không nghĩ tới Tô Địch hỏi trực tiếp như vậy, động tác trên tay cậu khẽ ngừng, sau đó tự nhiên trả lời cậu nói đùa. Tôi và anh cậu chỉ là bạn bè mà thôi. Ngày đó anh cậu không phải là nói như vậy sao? Tô Địch không nhìn Nghiêm Duệ trả lời, nói, người giống như anh, anh của tôi quen qua không ít. Tôi không hiểu lắm ý của cậu, Nghiêm Duệ nâng eo, nụ cười trên mặt vẫn không chê vào đâu được, tôi đã nói rồi, tôi và anh cậu chỉ là bạn bè. Trên người anh có mùi tin tức tố của anh tôi, anh khẳng định hai người chưa từng ngủ qua. Tô Địch nhẫn nhịn đố kỵ đáy lòng, giơ tay nhẹ nhàng gạt tóc sau gáy Nghiêm Duệ, như cười nhạo, cha cha, liền đến ký hiệu tạm thời cũng không có, e rằng cũng chỉ là bản tình càng không tính là quen nhau. Nghiêm Duệ gạt tay Tô Địch, lông mày như trang non hơi nhíu lên, không nên tùy tiện chạm vào tôi. Mới đầu tôi còn cho là anh cùng người khác không giống. Dù sao anh tôi rất ít khi vì người khác sốt sáng như vậy. Bây giờ nhìn lại anh cũng không có gì đặc biệt, cũng chỉ là một trong những tình nhân của anh ấy thôi. Tô Địch hai tay khoanh trước ngực, ngón trỏ theo tiết tấu vô cằm, như có điều suy nghĩ, không đúng. Anh bất quá chỉ là đối tượng tiết dục mà thôi, là tôi khiến anh mơ mộng hão huyền rồi. Lần đầu gặp gỡ, Nghiêm dễ có thể cảm giác được tô địch có địch ý với cậu, nhưng bây giờ đối phương khiêu khích trắng trợn như vậy. Đi cùng tô chạm thực sự chỉ là anh em đơn thuần thôi sao? Một người em trai sao có thể đối với anh trai thân sinh chiếm hữu đến mức này? Ánh mắt tô địch nhìn tô chạm, nghiêm dễ là người hiểu rõ hơn ai hết, đây không phải là tình anh em đơn thuần, mà là tình thân. Coi như tôi là đối tượng tiết dục của tô chạm, chỉ ít tôi có thể quang minh chính đại bò lên trên giường anh ấy. Còn cậu có thể làm cái gì đây? nghiêm duệ ở trước mặt tô chạm luôn là cừu non mặc hắn làm thịt đó là bởi vì cậu yêu tô chạm mới làm như vậy nhưng đối với những người khác cậu cũng không cần phải che che giấu giấu tô địch giật mình đến nửa ngày mới hoàn lại thần trí quả nhiên đây mới là bộ mặt thật của anh đi ở trước mặt anh tôi thì ngụy trang hiền lành vô hại không sợ bị phát hiện sao tô địch tôi không nhớ nhầm tên cậu chứ nghiêm duệ đứng thẳng từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt hùng hồ dọa người của tô địch trên mặt nở một nụ cười lạnh lẽo làm người ta không rét mà run, cậu hiểu rất rõ tô chạm. Nói vậy chắc cũng đã điều tra, tôi cũng coi như là tình nhân ở bên tô chạm lâu nhất rồi. Cho dù là quan hệ bản tình, cũng có thể thấy tô chạm đối với kỹ thuật trên giường của tôi rất hài lòng. Cậu nói xem có đúng không? Vậy nên cậu thật sự cảm thấy, bằng răm ba câu của cậu tô chạm sẽ tin sao? Anh, tô địch không nghĩ tới nghiêm dễ có thể nói ra những lời vô sỉ như thế, thực đến dậm chân, anh làm sao có thể không biết xấu hổ như vậy? cảm ơn đã khích lệ, nghiêm dễ nhún nhún vai, không có vấn đề nói, nếu như hôm nay cậu đến đây chỉ để nói những lời này thì tôi nghĩ cậu đã từ chỗ tôi biết được đáp án. Muốn tôi chủ động rời khỏi tô chạm, không thể nào. Trừ phi chính miệng tô chạm nói không cần tôi nữa, bằng không dù là ai tới, đáp án của tôi đều giống nhau. Hiểu chưa? Nghiêm Duệ anh thật sự cho rằng anh là đặc biệt với anh tôi. Tô địch thu hồi vẻ hung hăng phẫn nộ lúc trước, tỉnh táo lại nói, anh của tôi đổi nhiều tình nhân như vậy, chỉ có tôi vẫn luôn ở bên cạnh, cũng chỉ có tôi. Nếu xảy ra bất cứ chuyện gì mới có thể khiến anh ấy không chút do so dự mà mặc kệ tất cả. Cho nên, nghiêm duệ giống như là nhìn ra tô địch đang phô trương thanh thế, anh ấy sẽ lên giường với cậu sao? Tô địch nắm chặt hai tay, từng chữ từng chữ phát ra từ trong kẽ răng, nghiêm duệ anh sẽ hối hận. Cũng chỉ là một beta mà thôi, anh cho rằng có thể theo anh tôi cả đời. Tiếng chuông rồn rập như chiếc giày phá vỡ tầng băng mỏng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng này. Tô địch run rẩy nhận điện thoại, anh. Tiểu địch, em chạy đi đâu đi nhà vệ sinh sao lâu như vậy bên này anh đã làm xong thủ tục xuất viện em mau mau lại đây anh ở phòng khách tầng một đợi em em ở hoa viên thấy có người thả diều nên hiếu kỳ đi ra ngoài nhìn một chút hiện tại liền trở về em cũng thật là tôi chẳng biết tôi địch những ngày qua buồn bực chờ chủ nhật anh dẫn em đi công viên thả diều vâng tôi địch từ chỗ tôi chạm nhận được an ủi trước khi rời đi như là khoe khoang nói cho nghiêm duệ anh của tôi tuần này muốn dẫn tôi đi thả diều nghiêm duệ đưa lưng về phía tô địch triệt để xem lời đối phương như không khí lần này tô địch không hề tức giận trong giây lát y tự hồ đã nhìn ra từ huyệt của nghiêm duệ khẽ cười nói nghĩ đến cũng thấy anh với anh tôi gặp nhau sợ là cũng chỉ vì chuyện lăn giường mà thôi nhìn thấy bóng lưng cương trực của nghiêm duệ tô địch lộ ra nụ cười như thể mình là người thắng cuộc y ngâm nga khúc hát xô dương nhảy tung tăng rời khỏi phòng bệnh chương 8, dọc đường đi nghiêm duệ ngồi phía sau yên tĩnh kỳ lạ tuy rằng bản thân cậu vốn ít nói, nhưng không nói một lời như hôm nay thật hiếm thấy. Tô chạm một bên nhìn gương quan sát nghiêm duệ, một bên ứng phó tô địch cứ líu ra líu díu không ngừng. Lúc lái xe qua nhà mình, tô chạm đưa tô địch trở về trước, tiểu địch, em về nhà trước. Anh đưa nghiêm duệ về nhà xong sẽ quay lại. Tô địch mặt đầy không tình nguyện hỏi, tại sao ạ? À? Em đến nhà cậu ấy không tiện, tô chạm thuận miệng viện một lý do. Kỳ thực chính hắn cũng chưa từng đi qua cửa lớn nghiêm ra, càng đừng nói gặp mặt ba mẹ nghiêm duệ. Tô Địch trong lòng hận Nghiêm Duệ đến nghiến răng, nhưng lại không thể làm Tô Trạm tức giận, tuyệt đối không thể tạo cơ hội cho Nghiêm Duệ. Tô Địch lòng không cam tình không nguyện gật đầu, thậm chí trước khi xuống xe còn nói một câu trái lương tâm anh. Nhất định phải đưa Nghiêm Tiên Sinh về nhà an toàn. Anh biết rồi, mau vô nhà đi, đừng có đứng mãi ở ngoài. Anh đưa Nghiêm Duệ về rồi trở lại, Tô Trạm không yên tâm dặn dò. Tô Địch không biết vô tình hay cố ý liếc Nghiêm Duệ một cái, trên mặt nở nụ cười tiên chân vô tà sao, vâng nếu sau này nghiêm tiên sinh rảnh rỗi anh nhớ đưa anh ấy đến nhà mình chơi nha tiên chân vô tà hồn nhiên không có ý xấu được rồi em cũng thật nhiều chuyện nghiêm duệ rất bận rộn tô chạm lúc rời khỏi khu dân cư cố ý chọn một con đường vòng nhỏ xa hơn sau đó chiếc xe chậm rãi dọc theo bên đường rừng hẳn hắn quay đầu nói với nghiêm duệ lên đây ngồi nghiêm duệ lướt nhanh qua tô chạm sau đó hai con mắt hơi rủ xuống nhàn nhạt, nhạt trả lời một câu mồi ghế sau rất tốt đổi chỗ rất phiền phức lên đây ngồi nghiêm rể từ chối khiến tô chạm nôn nóng thất thường hắn không thích người phía sau nói chuyện lạnh nhạt như vậy nghe ra trong giọng tô chạm tiết lộ hắn đang thiếu kiên nhẫn nghiêm rể mím bờ môi mỏng trắng xám sắp thành một đường thẳng trong tròng mắt trong suốt ôn hòa lập lòe hoan ức cùng vô tội lại như hài từ mắc lỗi bất lực mà nhìn nam nhân trước mặt tô chạm ý thức được ngữ khí của mình qua mức bá đạo một tay xuyên qua khe hờ cạnh ghế dựa tìm ngón tay trắng nõn đều đều của nghiêm duệ ôn nhu an ủi cậu duệ duệ ngoan em lại đây ngồi đi nghiêm duệ do dự một chút cuối cùng vẫn là dưới mắt tô chạm ngồi vào ghế trước tại sao lại không vui cau mày trông rất khó coi duệ duệ của chúng ta đẹp như vậy tô chạm là một tay lõi đời trong tình trường nói những lời tâm tình xến xúa như vậy mà mặt không đỏ tim không đập nhanh đây cũng là lý do tại sao người yêu cũ của hắn khi chia tay đều sẽ khóc lóc vô cùng đau khổ bọn họ khờ giải nghĩ chính mình đang được yêu nhưng với tô chạm bất quá chỉ là thỏa mãn nhu cầu mỗi bên cuộc đời chính là một vở kịch điều bọn họ cần làm chính là mỗi người làm đúng vai diễn của mình. Khuôn mặt nghiêm dệ không được tự nhiên mà đỏ ửng, phảng phất như một thiếu niên không dành thế sự. Đây là dáng vẻ tô chạm thích nhất, hắn tự nhiên ôm eo nhỏ nghiêm dệ, lòng bàn tay như có như không biết môi non mềm của đối phương, giọng trầm thấp gợi cảm bên tai, muốn hôn sao. Hơi thở thả ra từng luồng nhiệt khí đan sen, nghiêm dệ nhìn chăm chăm khuôn mặt điển trai của tô chạm, bất giác gật đầu. Ngay lập tức đôi môi đã bị bắt giữ, tô chạm đưa đầu lưỡi ra thăm dò, cẩn thận miêu tả mô hình đẹp đẽ sau đó cậy ra hàm răng tuyết trắng bắt đầu công cuộc công phá thành trì nụ hôn triền miên nóng bỏng khiến nghiêm duệ không kịp thở cậu nắm chặt hai vai tô chạm gân xanh uốn lượn trên ngón tay dùng sức quá mạnh nước bọt tuy hai mà như một hòa vào nhau phảng phất như ai cũng không thể chia tách hai người không biết đã đứt quáng hôn nhau bao lâu tô chạm mới lưu luyến buông đôi môi được hôn đến đỏ bừng như chưa thỏa mãn mà gặm cắn mấy cái duệ duệ nghiêm duệ bị hôn đầu óc choáng váng con người đen nhánh phủ một tầng hơi nước nhàn nhạt, thân thể nhũn ra như một vũng nước, vô lực ngã vào lòng nam nhân. Tô chạm giơ tay vén tóc mái đang che mất đôi mắt của nghiêm duệ, lại một lần nữa hỏi, ngày hôm nay tại sao không vui? Chúng ta còn có thể gặp lại sao? Nghiêm duệ dè dặt dò hỏi, sợ chọc giận tô chạm. Tô chạm bị thanh âm nhu mềm của nghiêm duệ câu đến ngứa hết cả lòng, khiến giọng nói cũng trở nên ôn nhu dị thường, đương nhiên còn. Chờ thân thể em tốt lên rồi, tôi cần phải cẩn thận, làm chết em. Hiện tại cũng có thể, nghiêm duệ ôm lấy cổ tô chạm như có như không ở trên khóe môi đối phương hôn một cái tô chạm mạnh mẽ bóp cặp mông no đủ tròn trịa của nghiêm duệ đè nén dục vọng trong lòng thân thể không tốt mà còn thiếu đánh như vậy tôi cũng chưa cặn bã đến thế bé ngoan lại dưỡng mấy ngày thuốc bác sĩ kê phải nhớ phải dùng biết không lúc xuất viện bác sĩ kê thuốc bôi ngoài còn đặc biệt dặn tô chạm cần đem thuốc mỡ bôi đều đặn ở hậu huyệt tô chạm hai mắt xoay một vòng tùy ý cầm lấy thuốc ném ở ghế sau mở bao bì mới phát hiện bên trong còn chi kỳ tặng kèm cái ống tiêm thuốc to dài như cây gậy hẳn là đồ bôi thuốc chuyên dụng bác sĩ đã dặn tôi cách dùng trước tiên dậy em đã tô chạm vỗ vỗ mông nghiêm duệ hạ ghế xuống cởi quần tôi giúp em bôi thuốc giữa ban ngày lúc nào cũng có khả năng bị người qua đường thấy cởi quần bôi thuốc không khỏi cũng quá lớn mật nghiêm duệ lắc đầu từ chối không nên ở chỗ này sẽ bị người thấy sẽ không nơi này là đường nhỏ bình thường sẽ không có người đi qua hơn nữa bây giờ là giờ đi làm, không có ai đâu. Tô chạm tự nói tự hạ ghế xuống, nghiêm dệ ngoan ngoãn nằm xuống. Nghiêm dệ hôm nay mặc quần jean màu xanh đậm bó sát phối với sơ mi trắng, thuần khiết hoàn mỹ khiến người ta nhịn không được muốn trà đạp. Tô chạm hít một hơi thật sâu, đem quần trên mông nghiêm dệ kéo xuống, lấy ngón tay cởi quần lót ra, thấy được huyệt sau vẫn còn đang sưng đỏ. Tô chạm dùng đầu ngón tay thăm dò đụng vào miệng huyệt, đau lòng hỏi còn đau lắm sao? Không đau, nghiêm dệ lắc đầu một cái, so với lúc mới vào bệnh viện, đau đớn bây giờ căn bản không tính là gì. Đem thuốc mỡ màu trắng nhũ thoa đều lên gậy thuốc, tô chảm vừa tỉ mỉ thoa thuốc mỡ ở miệng huyệt xương đỏ, sau đó chậm rãi đem gậy thuốc quá tráng kiệt đầy vào thịt huyệt. Thuốc mỡ lạnh lẽo gặp nhiệt độ cao trong hành lang dần dần hòa tan thành chất lỏng chân dính. Xúc cảm nóng lạnh đan sen ở nơi không khỏe khiến nghiêm duệ kêu rên, kích thích mạnh khiến mị thịt không ngừng tăng lại. Không, nghiêm duệ bất an lắc đầu, lấy ra đi. Được rồi. Tô chạm hoàn toàn không nghe cầu xin của nghiêm duệ, một hơi đem nửa đoạn gậy thuốc còn lại toàn bộ sen vào, không ngoài ý muốn đâm đến đáy huyệt. Khoái cảm sông đến khiến nghiêm duệ không kịp chuẩn bị gào lên bắn ra. Chọc dịch tung té làm cho ghế dựa táng loạn. Bồi thuốc cũng khiến em thoải mái đến vậy. Tô chạm đột nhiên có chút đố kỵ với thứ vật chết đang cắm trong người nghiêm duệ, chậm rãi lấy nó ra. Mị thịt đỏ tươi cũng bị kéo lộ ra ngoài. Không, không có, lời còn chưa dứt. Tô chạm hung ác đem gậy thuốc lần thứ hai đâm vào đáy huyệt. Nghiêm duệ gào khóc hô, đừng động, không muốn cắm đều tích đến đầy nước còn nói không muốn nghiêm rệ dưng dưng muốn khóc khơi gợi lên tàn bạo của tô chạm nghiêm rệ oan ức nghẹn ngào nói không a à, ưm muốn của không muốn cái khác nghe được nghiêm rệ biểu lộ tô chạm đáy lòng mềm nhũn đem gậy thuốc dính đầy dịch ruột non cùng thuốc mỡ rút ra đổi thành hai ngón tay khuấy lên tiếng nước phốc phốc rõ ràng vang vọng ở bên trong buồng xe nghiêm rệ ôm lấy cổ tô chạm loạn xà cắn vào môi đối phương hàm hồ nói chậm đã ưm a à, thuốc thật vất vả đem thuốc bôi xong, đơn giản thu thập bùn xe bừa bộn khắp nơi, nghiêm duệ phát hiện dục vọng nơi đúng quần tô chạm, muốn dùng miệng thay hắn giải quyết, lại bị nam nhân một tiếng cự tuyệt, em không cần làm những việc này. Lúc nói ra những lời này, chính tô chạm cũng kinh ngạc. Kỳ thật trước đây người tình giúp hắn khẩu giao là bình thường, huống hồ nghiêm duệ cũng không phải chưa từng làm cho hắn. Nghiêm duệ ở trong lòng hắn là biểu tượng thánh khiết hắn tin tưởng nhớ tới lúc lần đầu gặp gỡ. Nghiêm được hắn mang về nhà, lần đầu tiên bị người đụng chạm thân thể là những phản ứng ngây ngô. Bất luận bây giờ trên giường bày ra tư thế dâm loạn cỡ nào, thì sự tinh khiết hoàn mỹ đó cũng không cách nào bị phá hủy. Lúc sắp đến nghiêm ra, tô chạm lái xe chậm lại. Nghiêm duệ lại đột nhiên kêu dừng, liền dừng ở đây đi, em đi một lúc là đến. Bị ba mẹ thấy được sẽ không tốt. Nghiêm duệ rõ ràng, tô chạm không muốn đem tình cảm giữa bọn họ nói cho bất kỳ người nào. Vì lẽ đó cậu nhất định học cách làm một người tình thông minh. Tô chạm đem xe dừng ở bên đường, sau đó đi xuống cốp xe lấy hành lý giao cho nghiêm duệ về đến nhà nhớ nhắn tin báo cho tôi ừ anh lái xe cẩn thận hai người mỗi người một ngả nghiêm duệ lôi hành lý về đến nhà vừa vào cửa liền nhìn thấy ba nghiêm ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa giữa phòng khách mẹ nghiêm thì trên mặt mang theo vui ngầm liếc nhìn cậu ba hôm nay ba không đến công ty sao nghiêm duệ làm bộ mới từ đi công tác trở về con đi tắm trước con đứng lại đó cho ba ba nghiêm lạnh lùng gọi lại nghiêm duệ đang muốn lên lầu nghiêm duệ dừng bước lại xoay người, hỏi, làm sao vậy ba? Ba nghiêm vơ lấy tấm hình bỏ lên khay trà, từng chữ từng chữ hỏi, con giải thích cho ba, con cùng người đàn ông trong hình có quan hệ gì? Đường đường là con cả nghiêm thị lại cùng người đàn ông xa lạ bí mật hẹn hò, liên tục ra vào khách sạn cũng bị người chụp được, nếu như truyền đi, mặt mũi nghiêm ra để vào đâu? chương 9, trên mỗi bức ảnh, khuôn mặt của tô chạm rất mơ hồ khiến người nhìn không thể phát họa ra hắn. Rõ ràng là cùng trong khung ảnh với nghiêm duệ nhưng bóng dáng tô chạm lại mơ hồ, còn nghiêm duệ thì rõ ràng nhìn vào là có thể nhận ra. Nghiêm phụ là một thương nhân khôn khéo, đương nhiên có thể nhìn ra thâm ý ngấm ngầm hại người trong đó. Bà đang hỏi con đấy, cha nghiêm tức đến độ mặt đỏ tới mang tai, từ nhỏ đến lớn nghiêm duệ đều ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không làm chuyện vượt khuôn phép. Lần này lén lút cùng đàn ông hẹn hò, giống như quả bom phá tan mặt hồ tĩnh lặng, nổ cho ông đầu váng mắt hoa. Nghiêm duệ nhìn chằm chằm những bức ảnh mùn ngang trên khay trà, chậm rãi ngừng đầu lên, từ tốn nói chính là như những gì ba đang nghĩ. Cái gì gọi là như ba đang nghĩ, Trang Nghiêm không nghĩ tới Nghiêm Duệ sẽ cho ông cái đáp án ba phải thế này. Mẹ Nghiêm thấy cha Nghiêm tức giận không nhẹ, hư tình giả ý khuyên can, được rồi, ồn ào cái gì. Nghiêm Duệ đã lớn rồi, có đối tượng thì có gì lạ chứ. Chỉ có điều, những người đàn ông bên ngoài kia không sạch sẽ, cẩn thận đừng mang bệnh về nhà, hiện tại khắp phòng đều là mùi khiến người buồn nôn. Bà im miệng cho tôi, mẹ Nghiêm chính là đang thêm dầu vào lửa. Cha nghiêm mặc dù giận nghiêm duệ, nhưng ông cũng rõ ràng vợ mình không phải kẻ tầm thường, cả ngày đều dùng những chiêu trò bàng môn tà đạo để đuổi nghiêm duệ ra khỏi cửa, nơi này không có việc của bà, lên trên lầu đi. Ông quát cái gì chứ? Tôi nói sai chắc, mẹ nghiêm trước khi rời đi còn không quên liếc nghiêm duệ một cái. Ánh mắt khinh thường bên trong lộ ra căm ghét, không khí trong phòng khách như đóng băng, cha nghiêm bình tĩnh lên tiếng hỏi, người đàn ông kia là ai? Nghiêm duệ không nói hai lời đem hết trách nhiệm vơ về mình, không có quan hệ gì với anh ấy, là con chủ động. Trước khi về nhà, hai người ở trong xe một phen mây mưa, thân là Beta, bản thân nghiêm dệ không có mùi tin tức tố, nhưng tô chạm thì không. Mùi alpha nồng nặc trên người tô chạm xâm chiếm nghiêm dệ đến mỗi một tấc tế bào. Từ khi nghiêm dệ vào cửa, một omega như mẹ nghiêm rất nhảy cảm với tin tức tố lập tức phát hiện ra mùi trên người nghiêm dệ, cho nên khi nãy mới nói ra những câu chê cười cậu. Theo lý mùi của Alpha sẽ không lưu lại trên người Beta. Nhưng bởi vì lần này thời gian quá ngắn, mùi của tô chạm trên người nghiêm dệ không kịp tàn đi, đã bị ba mẹ nghiêm bắt tại trận. Cha nghiêm đối với nghiêm duệ đưa ra tối hậu thư, ba mặc kệ con chủ động cũng được, bị động cũng được, nói chung con nhất định phải cùng người đàn ông kia kết thúc sạch sẽ. Nghe rõ chưa? Từ bỏ tô chạm, nghiêm duệ căn bản không làm được. Ba, con yêu anh ấy. Nói hưu nói vượn, nghiêm duệ nói lời nhẹ như mây gió khiến cha nghiêm tức muốn phát bệnh tim, con biết cái gì là yêu sao? Nghiêm duệ hai con mắt hơi rủ xuống, hàng mi dày che chắn ánh sáng vụn vỡ trong con ngươi cậu giật giật môi, con không biết, nhưng con yêu anh ấy. Rất nhiều lúc, cậu cũng không rõ mình thích cái gì ở người kia, là lúc hứng hờ câu môi cười nhạt, hay là lúc xuân tình dập dờn lời ngon tiếng ngọt. Phàm là bất cứ chuyện nhỏ nhặt nào liên quan đến người kia, đều khiến cậu cảm thấy vui vẻ. Cha nghiêm ngớ người tại chỗ, ông chưa từng gặp một nghiêm dưỡi chấp nhất thế này, trong ký ức đều là dáng vẻ đứa nhỏ này ngoan ngoãn nghe lời. Ba, con lên phòng nghỉ ngơi trước. Không ai có được đáp án mình muốn trong trận cái vã này, bất luận trang nghiêm ép hỏi ra sao, nghiêm duệ cũng không nguyện tiết lộ nửa câu về tô chạm tô chạm về đến nhà nghe thấy tiếng tô địch ồn ào trong nhà tô địch chạy vội đến cửa trong tay còn cầm điện thoại ba ba chờ một chút anh hai về rồi tô địch đưa điện thoại tới trước mặt tô chạm nhỏ giọng nhắc điện thoại của ba tô địch đã về nước được hai tuần tô chạm bận rộn cũng chưa kịp báo bình an cho ba mẹ nói vậy lúc này cha tô luôn yêu thương tô địch chắc là sốt ruột lắm rồi alo ba cha tô thấp giọng ừ một tiếng nói tiểu địch về lâu như vậy con cũng không gọi về nhà lấy một cuộc. Còn phải để người làm ba này gọi điện thoại, vấn an, sao? Đôi mắt đào hoa của tô chạm khẽ nhích, tôn lên khuôn mặt phong lưu anh Tuấn ngày càng rung động lòng người, giọng nói trầm thấp từ tính bên trong ẩn chứa tiếng cười yếu ớt, là con sai, không làm tròn bổn phận, nguyện nghe ngài giáo huấn. Người cũng sắp 30 tuổi rồi còn miệng lưỡi trơn chu như vậy. Cha tô ngoài miệng mặc dù của trách tô chạm, nhưng mà tức giận đáy lòng cũng tiêu một nửa, ba lần này gọi điện là muốn báo cho con biết. Tiểu địch từ giờ sẽ ở lại trong nước con có thời gian thì liên hệ tìm hiểu trường học, đừng làm gián đoạn việc học của em, chờ em con tốt nghiệp cũng có thể giúp con quản lý công ty ở lại trong nước. dư quang tô chạm đào qua tô địch tiếp tục hỏi em ấy học tập bên anh rất tốt, sao phải về nước? ba tô trầm mặc một chút, lập tức trả lời con cũng biết từ trước tới giờ tiểu địch rất thân thiết với con. những năm này con lại không ở bên cạnh em, em con một mình rất cô đơn. tô chạm nghe trong giọng ba tô mấy phần do dự, có chút không quá tin tưởng hỏi ngược lại thật sự là như vậy không có chuyện gì khác con còn muốn có chuyện gì khác ba tô hắng giọng một cái nghiêm giọng nói ba không nhiều lời với con nữa mẹ con gọi ba đi dạo rồi nói chung con phải chăm sóc tiểu địch cẩn thận có nghe thấy không đây là em con không cần ba nói con cũng sẽ chăm sóc em ấy thật tốt ba cứ yên tâm đi nếu như có khả năng ba tô lời chưa kịp ra khỏi miệng lại do dự thu lại nếu có thể chụp mấy bức ảnh của tiểu địch để ba với mẹ con đỡ nhớ nhung vâng con biết rồi Tô chạm cảm thấy hôm nay ba mình nói chuyện có chút kỳ lạ, đều là muốn nói lại thôi. Hơn nữa lời nói mang thâm ý. Tỉ như câu nói cuối cùng kia rõ ràng là có cái gì muốn nói, nhưng giữa đường lại thôi. Giữa lúc tô chạm xuất thần mà nhìn điện thoại, tô địch lôi kéo vạt áo của hắn, anh, anh làm sao vậy? Hả, không có gì. Tô chạm đem điện thoại để vào chỗ cũ giò hỏi tô địch, ba nói em muốn ở lại trong nước. Tại sao đột nhiên quyết định như vậy? Nước anh không tốt sao? Nước anh rất tốt, nhưng không có anh. Tô địch không e dè nói, anh cũng biết bình thường ba mẹ quản em rất chặt. Đặc biệt là ba, mỗi lần ra ngoài chơi với bạn, ba hận không thể đào hết thông tin ba đời tổ tông nhà người ta ra. Tô chạm miễu môi, hắn đối với hành vi của cha tô không lạ gì. Trước tiên không nói tô địch là một omega thanh tú khiến người yêu mến, hơn nữa cậu đã thành niên, thời gian đến kỳ động dục cũng càng ngày càng gần. Nếu ở bên ngoài không may động dục, gặp một alpha khốn nạn, hậu quả khó mà lường được. Thế nên cha tô lo lắng cũng không phải không có lý ba cũng là lo cho em, kỳ động dục của em sắp đến, chính mình phải càng thêm cẩn thận nghe không? Tô địch đỏ mặt gật đầu, em biết rồi, kỳ động dục sắp đến cũng là một trong những lý do khiến tô địch muốn về nước. Chỉ cần ở bên cạnh tô chạm chờ đến kỳ động dục, lấy tính cách của tô chạm, tuyệt đối không bỏ mặc cậu. Khi đã gạo nấu thành cơm rồi, ai cũng không thể cướp tô chạm từ tay cậu, càng không cần nói đến nghiêm duệ chỉ là một beta. Tô chạm sẽ không vào bếp, trước khi tô địch đến, bữa tối đều do nghiêm duệ làm, nếu nghiêm duệ không có thời gian, hắn liền ra ngoài ăn. có điều lúc làm cơm, nghiêm duệ thường làm nhiều một chút để trong tủ lạnh. như thế tô chạm chỉ cần cho vào lò vi sóng đợi nóng lên là ăn được rồi. hiện giờ tô địch trở về, nhà bếp lại trở nên vắng lạnh như trước. tô chạm chỉ có thể đưa tô địch ra ngoài ăn. đồ ăn của nhà hàng cao cấp tuy ngon nhưng lại thiếu hương vị của nghiêm duệ. những món ngon phong phú đầy bàn, tô chạm chỉ ăn vài miếng liền buông đũa xuống. tô địch không hiểu hỏi, anh no rồi sao? tô chạm nói dối, anh không đói bụng, em ăn đi vừa dứt lời, điện thoại trong túi liền rung lên. Tô chạm mặt không biến sắc nói với tô địch, anh ra ngoài hút điếu thuốc, em cứ từ từ ăn. Tô địch thấy đáy mắt tô chạm chợt lóe lên nét mừng rỡ, liền làm bộ bé ngoan gật đầu, vâng. Tô chạm chân trước rời khỏi bàn ăn, tô địch chân sau vội vàng đi theo. Quả nhiên đúng như cậu nghĩ, tô chạm chính là đang nhận điện thoại, mà người gọi là ai, không cần đoán cũng biết. Nghiêm duệ chính là tai họa ngầm lớn nhất hiện nay. Sự tồn tại của người này so với hàn trường thanh càng làm cho tô địch cảm thấy bất an, Lúc trước Tô Trạm đối xử với Hàn Trường Thanh còn không bằng một nửa như đối với Nghiêm Duệ. Nếu như nói hắn đối với Hàn Trường Thanh chỉ là có chút động lòng, vậy đối với Nghiêm Duệ chính là thích. Nói đến đồ vật hồi nhỏ Tô Trạm thích, Tô Địch nhớ mang máng Tô Trạm có một quả cầu thủy tinh bảo bối, ai cũng không thể đụng vào, kể cả cậu cũng không được. Nhắc tới cũng lạ, quả cầu thủy tinh này ở đâu cũng có thể tùy tiện mua được. Tô Địch đã từng hỏi ba mẹ nó ở đâu ra, bọn họ nói có một ngày Tô Trạm từ bên ngoài trở về, trong tay cầm theo một quả cầu thủy tinh ngược lại không phải món đồ quý trọng gì, ba mẹ tô cũng không để trong lòng, chỉ cho là lúc con nhỏ ở bên ngoài chơi đùa nhặt được. Hiện tại trình độ coi trọng của tô chạm đối với nghiêm duệ không thua gì quả cầu thủy tinh đó. Điều này chính hắn cũng chưa từng phát hiện. Bình loạn, to tô địch, mơ đẹp quá ha mặt cười. Bê ta nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước mặt cười. chương 10, tô chạm thông qua quan hệ sắp xếp cho tô địch học ngành quản trị kinh doanh ở Đại học Z. Theo lý thì ngành quản trị kinh doanh Đại học A nổi tiếng toàn quốc, lại tương đối gần nhà, nhưng hắn một mực đem tô địch nhét vào đại học Z xa tận ngoại ô, đi đường mất 2 tiếng đồng hồ. Tô địch đương nhiên không vui vẻ đến chỗ xa như thế. Mục đích cậu về nước chính là được cùng tô chạm sớm chiều ở chung, nếu như đi đại học Z, kế hoạch của cậu không phải sẽ vô dụng sao. Anh, em không muốn đến đại học Z, chỗ đó xa như vậy, em muốn về nhà cũng chỉ có thể nhiều nhất một tuần một lần. Tô địch rõ ràng không vui, nhưng tô chạm cũng có tính toán của mình, đương nhiên sẽ không bị giam ba câu của tô địch liền thay đổi. Tô chạm ý vị sâu xa nói, "Tiểu Địch, ngành quản trị kinh doanh đại học Z tốt nhất cả nước. Hơn nữa em cũng không còn nhỏ, cũng không thể như trước ở chung với anh. Em cũng cần không gian riêng tư không phải sao?" Tô chạm không nói, Tô Địch cũng rõ ràng trong lòng hắn tính toán điều gì. Không phải là chờ cậu đi rồi, Nghiêm Dụy có thể quang minh chính đại vào nhà này ở hay sao? Cậu hao tổn tâm cơ mới có được cơ hội, làm sao có thể để Nghiêm Duy nhanh chân đến trước? Nhưng là ba đã nói anh phải chăm sóc em thật tốt. Tô địch mang ba tô ra làm bia đỡ đạn. Tô chạm không giấu vết khẽ cau mày lại. Hát, hắn biết tô địch tính tình trẻ con, ý đồ lợi dụng lợi thế vốn có để gây áp lực cho hắn. Nhưng tô địch không hiểu rằng, tô chạm hắn ghét nhất là bị uy hiếp, dù là em trai mình yêu thương nhất cũng không được. Tiểu địch, anh không thích bị uy hiếp, tô chạm cũng cố hết sức bày ra gương mặt không nổi giận với tô địch, nhưng ngữ khi không giận tự uy đủ để tô địch khẩn trương, nếu em gọi cho ba, ba nhất định sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của em. Vì em là đứa con ba yêu thương nhất nhưng dù như vậy cũng không thể làm anh thay đổi quyết định. Em hiểu không? Tô địch hiển nhiên không nghĩ tới, tô chạm từ trước đến giờ luôn đối cậu muốn gì được nấy, sẽ dùng tư thái này chèn ép cậu. Tô chạm thấy tô địch giật mình, có chút nhẹ giả, ngữ khi cũng mềm nhẹ đi rất nhiều, em là em trai duy nhất của anh. Anh làm bất kỳ quyết định gì cũng đều muốn tốt cho em, hy vọng em có thể hiểu. Tô địch môi trắng bệch, run rẩy nói, anh muốn đuổi em đi sao? Anh không có, tô chạm khẩu khí chắc địch, nếu như anh muốn đuổi em, thì hiện tại đã đưa em về nước anh, cần gì để em ở lại. Anh trước đây không phải như thế, tô địch hoàn ước trong lòng không nói ra được. Sau khi về nước cậu phát hiện, tô chạm thay đổi rất nhiều, không còn như trước ôn nhu săn sóc cậu. Tô chạm thở dài nghĩ thầm, tô địch đến cùng vẫn còn nhỏ, hắn không nên hà khắc như vậy, nhưng hắn có nghĩa vụ khiến đứa em trai này học cách trưởng thành. Tiểu địch, anh không thay đổi, chỉ cần em cần anh, anh sẽ luôn ở đây. Em không muốn đi đại học Z, tô địch nước mắt giàn ruộng hy vọng bộ dạng này khiến tô chạm động lòng. Đổi lại trước đây, tô chạm nhất định sẽ thỏa hiệp, nhưng lần này thì không. Hắn kiên định lạ thường, bên đại học Z anh đã liên hệ rồi, tuần sau sẽ đưa em qua. Sau đó mỗi tuần anh sẽ sắp xếp tài xế đến đón em về. Đối với anh em nhà họ tô, đây chính là cuộc đối thoại không vui nhất từ trước đến nay. Hai người trong lòng đều sáng như gương, nhưng ai cũng không muốn làm rõ tính toán nhỏ trong lòng đối phương. Tô địch không thích cùng người lạ ở chung, hơn nữa cậu đã thành niên, kỳ động dục có thể đến bất kỳ lúc nào. Tô chạm đặc biệt vì cậu chọn lựa ký túc xá cao cấp của sinh viên đại học Z. Mỗi ngày đều sẽ có người đúng giờ đến quét tước, tầng một có phòng ăn, phụ trách một ngày 3 bữa, tầng cao nhất còn có phòng gym cùng bể bơi, thuận tiện cho sinh viên vận động. Quan trọng nhất là, ký túc cao cấp tính an toàn cực cao. Mỗi phòng ở đều cần nhập mật khẩu mới có thể vào, có bảo an kiểm tra 24 giờ, hơn nữa người vào ở ký túc này không giàu sang thì cũng cao quý, không giống ký túc của sinh viên phổ thông ngư long hỗn tạp. Tô Trạm thích điểm này nhất. Nhìn phòng ở tinh xào tao nhã, Tô Địch làm sao cũng không cao hứng nổi. Còn Tô Trạm lại tràn đầy hứng thú xem xét một vòng, khá là hài lòng so với tưởng tượng của anh tốt hơn nhiều. Tô Địch uể oải đáp một tiếng, "Vâng, nếu như em cần cái gì liền gọi điện thoại cho anh, anh đưa tới cho em." Tô Trạm biết trong lòng Tô Địch không vui, nhưng việc đã đến nước này, an ủi quá nhiều cũng chỉ phản tác dụng. An bài cho Tô Địch hòa đáng, Tô Trạm trở lại công ty, xử lý một ít hợp đồng đợi đến gần tối gửi một tin nhắn cho nghiêm duệ hẹn cậu cùng ăn cơm n nhưng nghiêm duệ lần đầu tiên cự tuyệt lý do là công ty đêm nay có tiệc từ lần trước từ biệt ở bệnh viện thái độ nghiêm duệ đối với hắn cực kỳ kỳ quái lúc trò chuyện ngôn từ úc mờ, tình cờ hẹn cậu ra ngoài cậu cũng sẽ dùng các loại lý do từ chối thấy thế nào cũng giống như đang cố ý trốn tránh hắn tô chạm không khỏi suy đoán chẳng lẽ lại là nghiêm giật ở sau lưng phá dối từ chối tô chạm đương nhiên không phải do nghiêm duệ muốn vậy nhưng từ khi trang nghiêm nhận được những bức hình kia sau đối với tội quản thuốc vô cùng nghiêm khắc buổi tối muốn ra ngoài càng khó khăn hơn lại thêm nghiêm giật vô cùng ghét tô chạm động thái này của trang nghiêm không thể nghi ngờ đúng ý nghiêm giật y thẳng thắn cấu kết với trang nghiêm đồng thời theo dõi cậu tô chạm không phải kẻ tầm thường muốn biết nghiêm dễ có phải là nói thật hay không chỉ cần đi nghiêm thì tìm hiểu ngọn ngành là biết sau khi tan tầm tô chạm cố ý đem xe đậu ở bãi đỗ xe cách nghiêm thị một con đường để tránh tiết lộ hành tung của mình vốn tưởng rằng nghiêm duệ nói công ty có tiệc là nói dối nhưng tô chạm từ miệng bảo an của nghiêm thị hỏi thăm được đêm nay bảy giờ rưỡi công ty quả thật có tiệc hơn nữa chỉ những người có thư mời mới có thể tham gia xem ra bữa tiệc tối nay của nghiêm thị rất quan trọng tô chạm đang lo làm sao làm có được thư mời đột nhiên trong đầu hiện ra một cái tên diệp dung sâm bằng quan hệ giữa diệp ra cùng nghiêm ra bữa tiệc đêm nay nhất định sẽ được mời mà theo hắn biết diệp dung sâm ghét nhất loại tiệc tùng này tìm gã lấy thư mời là được rồi Diệp Dung Sâm cùng Tô Trạm cũng không có giao tình gì, nhưng việc này chỉ cần Trình Hy Hòa đồng ý giúp đỡ, chẳng khác nào thành công một nửa. Lúc Tô Trạm nhờ Trình Hy Hòa lấy thư mời, Trình Hy Hòa có chút kinh ngạc, tò mò hỏi anh muốn tiệp mời dự tiệc của nghiêm gia làm cái gì. Tôi có chút chuyện riêng cần xử lý, Tô Trạm cũng không có nói ra quan hệ của mình và nghiêm duệ. Chuyện riêng, Trình Hy Hòa nghĩ được lần kia ở bệnh viện, nghiêm duệ tới thăm sau khi Tô Trạm hiến máu. Khi đó anh liền cảm thấy giữa hai người này có quan hệ mập mờ không nói rõ được, lần này 8 phần 10 lần liên quan đến nghiêm duệ. Cũng may Trình Hy Hòa là người không thích truy hỏi, có một số việc trong lòng rõ ràng là được. Cậu đáp ứng tô chạm sẽ hỏi Diệp Dung Sâm, nhưng không nhất định sẽ thành công. Được, tôi chờ tin của cậu. Khoảng chừng nửa tiếng sau, Trình Hy Hòa mang theo tin tức tốt tìm tới tô chạm, em hỏi qua Dung Sâm. Anh ấy quả thật có thư mời của nghiêm thị, nhưng thư này vốn mời ba của Dung Sâm. Nhưng đêm nay ba Dung Sâm có một khách hàng bên Mỹ cần đón tiếp nên không cách nào dự tiệc, liền để Dung Sâm thay mặt. Dung Sâm nói, nếu như anh đi thì giả làm thư ký của anh ấy sao, có thể lừa gạt qua ải. Nhưng nghiêm giật nhận thức anh mà, nếu anh đi dự tiệc sẽ bị nhận ra, thật sự không thành vấn đề sao. Sao chỗ này là thư ký của ba Diệp Dung Sâm, nhưng ở dưới chạm lại bảo giả làm thư ký của Dung Sâm, nên chắc tác giả nhầm. Lo lắng của Trình Hy Hòa, Tô chạm không phải không nghĩ tới. Nhưng lấy trình độ bảo vệ nghiêm duệ của nghiêm giật, chắc chắn sẽ không ở trong loại tiệp này, trực tiếp vạch trần quan hệ giữa hắn với nghiêm duệ điểm ấy hắn vẫn có lòng tin không sao tôi ứng phó được trình hy hòa thấy tô chạm chắc chắc không tiếp tục hỏi nhiều được rồi lát nữa tôi với dung sâm đem thư mời tới cho anh chúng ta gặp nhau ở đâu thì thích hợp ngay ở của lớn trung tâm thương mại đối diện nghiêm thị đi tôi ở nơi đó chờ hai người lần này thật sự cảm ơn cậu trình hy hòa khoát tay một cái nói không có gì dung sâm vốn cũng không thích mấy loại tiệc tùng này tô chạm dựa theo kiến nghị của trình hy hòa giả mạo làm trợ lý của diệp dung sâm tham gia bữa tiệc của nghiêm thị hắn vốn tưởng rằng bữa tiệc đêm nay bất quá là cơ hội nghiêm thị muốn lôi kéo nhà đầu tư, ai có thể ngờ mục đích thực sự là vì thay nghiêm duyệt tìm đối tượng thông gia phù hợp. Hết chương, các bạn muốn nghe chuyện gì thì comment giới thiệu cho mình nhé. Like và nhấn đăng ký để kênh mình ngày một phát triển hơn cảm ơn bạn đã lắng nghe.